đúng căn nhà này rồi. Đúng như miêu tả, có quán cà phê sinh tố nước ngọt. Con hẻm này, con hẻm kia mấy cây cây. Ồ, vậy là môi trường sinh thái ở đây quá đẹp. Căn nhà này rất tiện nghi, rất ngon lành. À. Anh ạ, trời, như tôi như vô hình vậy trời. Anh ơi. Tôi đây. Anh thấy em không? Thấy. Trời ơi, anh thấy em mừng quá từ nãy giờ, em tưởng đâu em vô hình, anh không thấy em chứ. Ý cô nói cô là ma đó hả? Không, em là người. À. Anh đi đâu đây? Tôi đi coi nhà, tôi mua căn nhà này nè. Coi nhà? Ừ. Trời ơi, đúng quá. Ngồi anh. Cho tôi gặp chủ đi. Dạ, em chủ nè anh. Ủa, chủ đây hả? Dạ, anh ngồi đi. Dạ, em lấy nước, anh uống gì? Dạ. À, cho tôi ly chanh muối đi. À, không có anh, cái đó em không có. Nước dừa? Dạ, không có anh. Trà đá? Dạ, đây em cũng không bán nước trà. Vậy chứ cô bán gì? À, cô đừng có nói là cô lợi dụng, cô kinh doanh cái này là cô bán. Ê, bà. Em bán nước ngọt. Nước ngọt phải không? Còn nước ngọt không? Uống nước ngọt mà em nha. Rồi, cho ly hàng lon nước ngọt cũng được. Cô bán đây lâu chưa? Dạ. Bán lâu rồi phải không? Dạ, bán lâu rồi. Ừ, cái nhà này tôi cũng rất là thích. Nói thiệt với cô là tôi tính mua nhà này nè. Tôi cho mấy đứa nhỏ con tôi nó lên đây nó ở đây nó học. Chà. Ở dưới xa xôi quá. Dạ. À. Anh biết không, cái nhà này nó đẹp lắm anh ơi. Anh nhìn bề ngoài nè, nó vậy nha. Ở trong hả, nội thất nó là bá cháy luôn. Bá cháy? Bá cháy, bề ngang 5 mét, bề dài 10 mét nha. À, ở à. Trong nó là 6 cái phòng ngủ, 12 cái toilet. Ủa sao ăn ngủ ít mà đi toilet nhiều vậy? Không, tại vì biết là em bán cà phê mà trước đây nè anh à. Cho nên là xây toilet nhiều ở trong để có gì mình đi toilet luôn mà. Cho khách đi luôn. Vậy là cho thuê đó hả? Dạ, cho thuê toilet luôn. Dạ. Rồi. Cái căn nhà này á, thật sự ra coi một cái tầng trệt. Dạ. Một lầu. Rồi có trên có sân thượng nữa. Dạ, đúng thôi, rồi. Ba anh em nó ở vậy là tôi thấy yên tâm rồi. Dạ. Một cái khu phố này có cây xanh, cũng mát mẻ như vậy là quá tuyệt rồi. Quá tuyệt vời, ở đây là cái không khí nó trong lành dữ lắm luôn á. À, bây giờ cô là chủ nhà thì cô cho tôi vô xem nhà được không? Ai? Cô. Chủ gì? Chủ nhà. Dạ không phải anh. Chứ cô chủ gì? Em chủ cà phê. Ôi trời. Sao cô nói ngộ hả? Tôi cần gặp chủ nhà để tôi vô tôi xem nhà. Không, mà chủ nhà đi rồi, em chủ quán cà phê. Chủ quán cà phê thì mình dính dáng cái gì tới đây, tôi muốn xem nhà mà. À, muốn coi nhà đi mua đúng không? Ừ. Bán rồi. Trời. Bán rồi hả? Bán rồi. Người ta đặt cọc rồi hả? Mới nãy nửa tiếng là đặt cọc luôn rồi đó. Thôi tiếc quá. Tiếc quá. Thôi tôi xin phép tôi đi về. Anh. Hả? Về hả? Ừ. Trả tiền anh. Tiền gì? Nước. Chai này tôi chưa uống, ly nước vẫn còn y nguyên. Nhưng mà anh kêu ra rồi nè, thì giờ tôi khui ra cho anh uống thôi. Trời ơi, đừng có khui đi. Đừng khui. Trời. Trời ơi, ép uống. Uống mềm cái anh. Dạ rồi, 10 ngàn anh ơi. 10 ngàn? Dạ, chai này 10 ngàn. Thôi được rồi, thôi rồi. Tiền em tiếp nữa 3 ngàn. Tiền thông tin 2 ngàn nữa là 15 ngàn anh. Ủa, thông tin gì? Thông tin nãy giờ em trao đổi với anh về căn nhà này nè. Nhưng mà người ta bán rồi, tôi đâu có cần thông tin hết, tự nhiên cô trao đổi là sao? Thôi anh đừng hỏi lần nữa thiệt, em khổ tâm lắm á. Anh hỏi cái em trả lời hoài, giờ có 5 ngàn anh bo em luôn cho rồi đi. Bo cô á, để không bao giờ gặp mặt cô nữa, tôi dạ. Về dạ, cảm ơn anh. Tuyết thiệt, căn nhà thiệt ngon. Anh! Nghe. Kêu đợi thối tiền phải không? Có, uống em hết đi chứ để bỏ uổng chó nó uống vậy à. Trời đất ơi, ăn nói đàng hoàng tử tế nha. Thôi 5 ngàn! Không có, em sợ bỏ tội. Em bỏ tội uống hết đi rồi. Thôi ngồi xuống đây em nói chuyện cho nghe. Chuyện gì? Thấy anh nó cũng thiệt thà. Mua nhà cho con đi học đúng không? Đúng. Ngồi xuống đi tôi kể chuyện cho nghe ông ơi. Thiệt, ngồi xuống đi. Không lấy tiền nó đâu, yên tâm. Nè, đó uống đi. Ngồi xuống. Thiệt, cứ ngồi gì mà xa cách vậy. Cái căn nhà này nè của bà Tám. Tôi quen bà, tôi mướn nhà bà lâu lắm rồi. Bà có hai đứa con quỷ quyệt. Quỷ cho mấy người. Sống cả ngàn năm rồi mà không bao giờ về thăm má nó trơn trọi á. Lấy hai cây nhang cắm vô trong đây đây là tôi lại bà luôn. Sao vậy? Con người với đâu quỷ đâu mà sống cả ngàn năm. Tôi nói thật sự vậy thôi. Ý tôi nói là hai đứa nó
bất hiếu á, hiểu không? Không bao giờ về thăm má nó hết trơn trời á. Bây giờ á, canh má nó bán nhà nè, nó bay về rồi chia gia tài, nó đòi lấy hết tiền của má nó. Bây giờ má nằm bán căn nhà này ra thế nào cũng banh chành hết, ông hiểu không? Cho nên tôi không muốn cho bà bán. Thì bán rồi, bà bán cho người ta đặt cọc rồi. Chưa. Làm sao? Chưa có bán, tôi xạo á, chưa có bán. Trời ơi má ơi. Hả? Hèn chi má mập không nổi á. Ủa liên quan gì? Má hóng chuyện người ta, má nói nhiều quá, cái hơi má ra nó không còn trụ rồi trong cơ thể, cho nên má mập không nổi. Vô duyên. Tôi lo là lo cho bạn tôi thôi, chứ bộ cái bà đó bà tội nghiệp lắm, hiểu không? Vậy là cô nói là chưa bán nhà phải không? Chưa có bán. Bây giờ tôi muốn vô tôi xem căn nhà này được không? Không. Làm sao không được? Chìa khóa bà cầm đi rồi. Tức quá. Biết sao mà giờ để em. Mà muốn coi không? Muốn. Đi vô phòng với tôi. Hả? Gì? Đừng giỡn mặt nha. Giỡn mặt gì? Tôi có hai ba đứa con rồi nha. Thì sao? Tôi có gia đình rồi nha. Cô rủ tôi vô phòng á, vậy là rõ ràng cô lợi dụng cái quán cà phê này cô làm. Đó đi ba. Rủ vô trong phòng là đi vô trong cái căn phòng, trong căn nhà nè, tham quan. Bả cầm chìa khóa chính đi rồi, nhưng mà tôi có chìa khóa phụ. Ủa nhà của người ta mà cô có chìa khóa phụ là sao? Thì bà giao tôi, tại nhiều khi khách đi toilet đó, thì giờ đâu có chỗ đâu đi, phải đi toilet trong này đi nhờ. Rồi đi thì đi, đi. Nhưng mà nè nè, tôi chỉ đi nè. Chìa khóa phụ á, mình phải đu từ trên sân thượng mình đu xuống. Rồi, đi khỏi cần chìa khóa, đu đường dây điện này xuống được rồi, cần chìa khóa. Không có, tại vì mình đi toilet nhờ, mình đi cửa chính đâu được anh. Mình đi, anh thấy cái cây này không? Thấy. Cây này nè. Rồi. Thấy rồi đúng không? Ừ. Đừng nhìn tới nó, bỏ nó qua bên. Cây sát nhà này nè. Rồi sao? Anh thấy chưa? Thấy. Cũng đừng nhìn tới nó, mình tập trung vào cái nhánh bên này nè anh. Trời đất ơi. Mình phải đu lên cái cây này. Mình leo lên trên. Mình lòn qua bên cái nhà kế bên. Xong mình leo ngược lên trên đó, sân thượng đó anh thấy không? Thấy. Đó, đó có cái cửa, tôi có chìa khóa, mình đi vô. Cuộc đời tôi chưa có bao giờ tôi đi xem nhà mà giống như ăn trộm. Thôi có được căn nhà cho mấy đứa nhỏ ở là được rồi. Đi. Đi. Trời ơi. Ơi còn cửa hàng này ai coi? Sao đâu bác ơi, đâu có ai lấy đâu, yên tâm. Trời ơi, hèn chi, chắc tôi là người khách độc nhất vô vậy, yêu quá. Đây nè, đây nè. Lòn qua đây hả? Ừ, lòn qua cái cây này nè. Ừ. Phải không đây? Cái này phải nhà mình không nè? Ê! Nhà mình chứ nhà nào? Hỏi gì kỳ vậy mày? Nó nhìn lạ quá vậy? Ủa? Trời ơi! Đừng để chứ nhà bán là chưa bán được rồi. Khóa cửa bỏ nhà đi đâu hết trơn vậy? Bạn đây có khách hả? Bạn này có khách rồi, bà ngồi đó ngồi bắt bà tính tiền giờ á. Người ta sớm vắng vẻ dữ trời. Quán ế dữ trời. Không có ai ra tiếp chuyện hết nè. Bà cầm gì vậy? Hồ sơ. Hồ sơ gì? Thì kệ tao, mày hỏi chi vậy? Ba này kỳ cục không? Chị em tao quan tâm rồi là cũng chửi nữa. Chứ bà cầm gì vậy? Hồ sơ. Chi vậy? Kệ tôi, hỏi chi vậy? Bây giờ má đâu? Ủa làm như là tôi với má sát cánh bên nhau hả? Bởi vậy thiệt, cái tao nói đẻ con trai chi bất hiếu. Bất hiếu gì? Tao nói thiệt mày á, tao mày chị em sanh đôi mà chưa bao giờ tao thấy mày giống tao trơn. Bà, cái con người của bà nói ra câu đó, bà mới là cái người mà vô nhân đạo. Làm gì vô nhân đạo không? Bà rũ bỏ quá khứ của bà. Rũ bỏ nào? Tôi với bà chị em sanh đôi là cái mặt của bà ngày xưa là mặt tôi nè. Nè, hai cái mặt giống nhau y chang nè. Bà đi cắt, đi gọt, đi sửa, đi chích rồi đó. Bây giờ cái mặt của bà nó khác tôi hoàn toàn. Ngày xưa bà giống như tấm gương phản chiếu của tôi á. Mỗi lần tôi nhìn vô mặt bà là tôi nhớ tới mặt tôi. Còn bây giờ tôi nhìn vô mặt bà tôi thấy nó nguyên một cục cứng đơ. Kệ tao mày. Bà cười được không? Được. Tao cười coi. Trời ơi, cái đó gọi là cười đó hả? Cười mà cười thủ công vậy hả? Bà cười lớn lên coi. Bà cười thấy răng á hả? Ừ. Lớn nữa. Trời ơi, cười mà cũng phải xây dàn giáo nó nịch cái mặt lại mới cười được. Chứ sao mày, cười mới giữ lại nhăn rồi sao, mất công đi thẩm mỹ nữa. Mày á, nó nói thiệt. Đổ lên mà nói hồi cái cà mà nó rớt xuống bây giờ á. Thảm chạc cái mặt mày giờ chuẹo quá mày. Bẹo gì, sửa gì sửa cho cô à. Cái thời gian đi sửa sắc đẹp tao về đó là phụng dưỡng má đi. Kệ tao mày, coi lại mày kìa. Gì? Nhìn từ đầu tới chân kìa. Chân gì?
chị em sanh đôi, tao nói thiệt, cái ra đường mà nói chị em sanh đôi mang nhục. Nhục gì? Nghĩ sao ăn mặc không có cái gì dính với cái gì hết chị cha. Ê, ê. Rồi mày trồng cái chổi lao nhẹ trên đầu mày cái gì vậy? Tóc. Cái này là mốt nha. Mốt gì là ai hả? Bây giờ ra đường bà chỉ cần ăn bận làm sao để người ta phải nhìn bà. Tôi bận như vậy nè, tôi đi với bà thấy người ta nhìn tôi có thèm nhìn bà không? Ừ, tại mày quái đản quá mà. Kệ, quái đản quái gì cũng được, miễn sao lạ là được à. Giờ tôi thích chơi gì lạ lạ đó. Đừng đánh trống lảng cái chuyện bà bỏ nhà bà đi. Tại sao bà con gái mà không giờ phụng dưỡng má? Ủa chứ mày con trai là sao mày không phụng dưỡng má mà bắt tao phải phụng dưỡng? Tôi bận đi làm, còn bà sao bà không chịu về? Tao còn phải chồng con tao trên kia nữa nha. Chồng con bà trên kia ai đẻ bà ra, cuối cùng bà nuôi chồng bà vậy hả? Ờ thì má đẻ. Má đẻ tại sao bây giờ bà nuôi chồng bà? Thì đó là chuyện riêng của tao, mệt quá. Tao kể tao nói chuyện là biết bất hiếu rồi. Bà quán xá đâu nước nồi đâu, không thấy ai bưng nước cho uống vậy trời. Chủ quán ơi. Chủ quán à, ngồi đi. Lấy cho hai đứa ngồi đi. Ủa nước ngọt đi, nước ngọt luôn đi. Thắm ơi, Thắm à, trời ơi buôn bán bỏ đây nè. Hai đứa uống gì? Nước uống ngọt. Gì tự tự nước lấy đi chị. Nè cái ly bên này của người ta nha, mà của tôi nha. Ờ uống nước ngọt hả? Nước ngọt á. Ê ê, hình như là má nè, hình như là má nè. Chị hai mất dạy. Ủa vậy má mày, mày hình như trời đất ơi chị mẹ. Ủa con lộn má ha. Trời ơi không? Thằng Hiếu con Thảo đây nè. Trời ơi má nhớ tụi con quá trời quá đất. Má ơi sao gấp lại mập dữ vậy? Ờ đúng rồi. Trời biết sao lớn tuổi mà má làm dữ lắm á, mà sao má mập là má mập à. Trời ơi mập cũng là chắc tiểu đường rồi nè đúng không? Chắc không rồi nè. Trời ơi tù má hả mày? Thấy thương quá nè, sao tụi con lâu quá không vậy? Thôi má nhớ tụi con quá vậy em mới được. Dạ con bận bịu nhiều chuyện lắm, má ngồi đi má. Ừ má ngồi. Rồi bữa bà nay bận bịu lắm má ơi, bà lo cho chồng bà rồi giờ lo cho bà chị chồng, nghe nói nuôi luôn bà má chồng rồi, bà bận dữ lắm. Ủa con có chồng ai mượn vậy nè? Hả con có chồng hồi nào sao má không biết? Dạ nói là ngay tại con chưa có cưới mà tại vì ăn cơm trước kẽn á cho nên giờ phải sống chung luôn á má. Qua mặt người lớn á má, qua mặt người lớn là mất dạy đó. Thiệt tình em bay gặp nhau mới cười hoài à. Sao lâu quá làm ăn đi làm cũng phải nhín chút thì giờ về thăm má con. Má nhớ tụi con quá. Dạ tụi con cũng nhớ má lắm, muốn về thăm má lắm nhưng mà tại vì dạo này vàng nó lên giá cho nên con mới về được. Vàng lên giá ảnh hưởng gì sao không về thăm má? Dạ anh dồn tiền mua vàng hết, lấy tiền đâu đi về xe. Con nhỏ này lúc nào nó cũng giỡn hết trơn à. Bà nói thiệt chứ giỡn gì. Có nhiêu tiền lo mua vàng thủ không à. Còn cái chữ hiếu với má là bỏ luôn. Còn con là con thực sự là con rất là nhớ má, con rất là thương má. Nhưng mà con thiệt con không có nhín được một miếng thời gian nào luôn á má. Sao vậy bận lắm hả con? Con bận lắm má ơi, con đi buôn hàng ở nước ngoài. Dạ ba cái giải dụng rồi áo quần rồi đó con lấy về đây con bán lại. Vậy đó không hả? Có thời gian luôn. Mà tự nhiên hôm nay trời xuống đất khiến sao má. Sao? Tự nhiên nghe tin má bán nhà đi cái thời gian nó nhín ra được liền má. Mai này liền. Trời xuống đất khiến nó trùng hợp hay sao má ơi? À thì ra mấy người á đâu có phải thương yêu gì tôi đúng không? Mấy người nghe tin tôi bán nhà mới chạy về đây để chia tài sản chứ gì. Nó bất hiếu lắm rồi, còn nghe tin má bán nhà là con không có dội về đâu. Dạ đừng nói nghe mà nè. Tại vì con nhớ má con mới về đó. Đúng rồi, con gái của má ngoan lắm nè, để má nói nghe nè. Dạ. Má tính rồi, má lớn tuổi ở nhà chi cho bự. Dạ đúng rồi. Mai mốt má 100 tuổi rồi thì cái nhà để cho ai? Dạ. Đó má 100 tuổi là má tính má sống tới 100 tuổi luôn hả? Ừ. Sao tới trời tướng má, trời có con nói rõ luôn quá chừng 6 tháng nữa thôi là nghi rồi. Dạ đúng rồi. Trời ơi con có hiếu ghê đó, trù tôi chết sớm kìa. Nói giận chơi vui hả? Dạ. Má tính vậy nè, bốn má 100 tuổi má bán nhà rồi má chia mỗi đứa ít. Rồi cái má rồi con hiểu rồi, má cho đứa nữa rồi cái xong rồi má về má ở với lại chị hai đi. Ok ở với hai Thảo cũng được. Má ở với con á là con mừng dữ lắm. Ừ. Nhưng mà má nghĩ đi, bây giờ con có chồng có con cho đó nữa rồi má ở đó nữa, sao con lo cho má được, má nghĩ đi đúng không má? Cũng đúng ha, con mắc dạ, chồng con rồi dạ. Chồng sao nuôi má được vậy dạ. Thôi má qua nhà Hiếu má ở. Qua nhà Hiếu là hay qua nhất. Qua nhà Hiếu má ở dạ. Ha má ở với con cũng được má, nhưng mà tại vì con nói với má rồi, con đi buôn bán xa nhiều khi má ở nhà mình rồi má trúng gió rồi ai cạo gió cho má hiểu không?
má lớn tuổi vậy rồi, giò cẳng má yếu má đi má té nữa, rồi má lết đi ra tới ngoài là người ta chôn má rồi. Dạ. Bây giờ má ở chung với bả đi. Khổ quá ha, thôi vậy nè, má nói rồi rồi, má nhất quyết định là không ở với đứa nào, má vô chùa má ở. Nó thà vậy đi. Chính xác. Vô chùa nó vui lắm con. Bạn bè rồi người ta làm công quả, nói chuyện rơm rã vui lắm. Đó. Dạ đúng. Má vô đó má tịnh tâm. Vô đó, tâm hồn tâm. Má sẽ thanh thản. Có bạn bè trong đó nữa, người ta vô làm công quả chung chứ má đi về ở với đúng. Chị em mình, chị em mình đâu có lo được cho má đó, đâu. Đó, chính xác. Má vô trọng đi vô rồi. Trọng vui cái má. Con với Hiếu sắp xếp lâu lâu cái chạy vô thăm má ha má ha. Má nhớ hồi đó nghe. Ta nói hai chị em bay sanh ra ta nói thiếu tháng mà nó chút béo con ký mấy như là con chuột con vậy đó. Rồi hỏi đứa này nóng thì đứa kia bệnh. Ta nói nuôi cực biết chừng nào luôn. Hồi đó má ước ao là má bệnh đi chứ đừng để cho tụi con bệnh đó. Rồi má nuôi tụi con tới khôn lớn chừng này tôi. Mà tụi bay cứ cự cãi nhau hoài là má buồn quá đi. Nhớ hồi nhỏ tụi bay thương yêu nhau dữ lắm mà sao mà lớn lên thay đổi dữ vậy không biết á. Má buồn hơn là dần từng tuổi này mà má chưa có một mảnh tình chắc dai nữa. Ủa gì vậy má? Ủa gì vậy má? Ủa má khóc, má bị sản hả má? Đâu có má. Má bệnh tình chắc dai rồi, rồi ba đâu? Rồi tụi con ở đâu mà chú ra? Có má, ý má, trời ơi má lớn tuổi rồi, má lộn, má lẫn rồi, không có gì hết á. Tụi bay thì trời ơi nghĩ là... Thôi chú... má lẫn rồi, con nói má nghe, má lẫn rồi, bây giờ con tính gì nè. Má lẫn rồi má ký đi. Dạ, chứ má công má quên, tội nghiệp tụi con nữa. Ký cái gì? Đây nè. Mai mốt má mà quên. Biên bản giao tài sản. Dạ. Má ký giùm con đi. Mỗi đứa nữa má. Sẵn má ký luôn giùm tụi con nghĩa là sẵn hết rồi, giờ má chỉ có sẵn. Ký vô thôi. Có nghĩa là giá nhà con chưa có định được là bao nhiêu, nhưng mà má nói má cứ con ghi sẵn đây nè, tôi sẽ giao một nửa căn nhà. Nhưng mà cái này gần chi má có nhờ luật sư hết rồi. Ôi luật sư cái gì, con có tư vấn rồi. Rồi ông vô ông ký luôn đi nào, ký tôi luôn đi. Ông ký gì đây? Ủa gì vậy ông? Mày cái gì vậy? Cái gì vậy? Rồi. Mày bu vô một tụ tao chửi một lượt luôn nè. Nè, nè. Hai đứa bay nghe chưa? Hai đứa bay là hai đứa con mà mất dạy nhất mà tao mới thấy lần đầu nha mày. Má của tụi bay nè, nuôi tụi bay từ nhỏ tới lớn bây giờ. Trời ơi, gia tài hả? Trời ơi, quýnh cái này mà đau gì? Bây giờ đau cái gì hả? Nè, hai đứa bay nói thiệt nha, hai đứa bay là con nuôi thôi. Không phải con ruột đâu mà ở đó mà giờ về dành nhà của má mẹ mày. Rồi gì? Má là bà làm sao đó, tao biết hết đó mày. Thái đứa bay hả mày đặt hả? Về đây hả? Không lo cho bà được. Ngày nào mày về đây hả? Dành nhà, dành cửa cho người ta là sao? Mày ra đi. Tông ra mày làm gì tao? Nè, ông kia. Ông là tình nhân của má tôi đúng không? Cái gì? Nè, tao nói cho mày biết nha mày. Cái mày gì? Là thằng con mất dạy. Ủa mày tưởng mày là con ruột của bà hả? Mày là con ghẻ ở ngoài đường. Trời ơi, bà ơi. Ờ đó như vậy mà tôi trộn nó giống nách người ta vậy. Tôi cho nào bà xe ra đây để tôi chửi thêm. Vô. Ông á, tôi nói thiệt á, lần nào má. Má lớn tuổi rồi bây giờ cũng thấy cái cảnh mà phi công trẻ lái máy bay bà già nha. Nè. Ông còn già hơn má nữa mà nói cái gì vậy. Dạ ông lái cái gì của má tôi. Hả? Tao lái cái gì của má mày hồi nào. Chứ sao tự nhiên vô đây không à, ông dành gia tài với lại chị em tôi. Tao không có dành gia tài gì trơn trời á. Tao thấy à, tao cũng giống như là thạch xanh á, ha, cũng giống như là những người tốt mà đi ra ngoài đường mà thấy những cái cảnh mà trái ngang là tao lên tiếng à. Nè, tao nói cho mày biết nha, tao biết mày với con này hồi xưa đẻ ra cha mẹ mày thấy cái sự độc ác của mày nó lú lên ở trong cái mầm móng thơ ấu á, tao sợ không dám nuôi, liền ra vào cục đèn, kiến lửa nó bu vô nó cắn. Bà này bà thương tình, bà ra bà ẩn vô, bà ầu ơ dí dầu, bà bắt từng con kiến lửa, bà đem về bà nuôi, bà mua sữa bột, bà cho bà bú, bú đã đợi bây giờ mày lớn lên, mày dành ăn. Mày không có nuôi bà con khỉ khô gì trơn trời. Tụi bay vậy mà xứng đáng làm con, tao nói cái thứ tụi bay ha, lên xe lật xuống ghe chìm, ha, vô nhà già cháy, đứng dưới cục điện, mình điện nó rớt quá, tụi bay chết cháy. Sao ông anh biết được hồi xưa bà bắt từng con kiến lửa hay vậy? Cái chuyện đó bà chưa tâm sự với tôi luôn á. Ngu quá, mình chửi lộn, mình phủ đầu nó, mình đặt ra nhiều chuyện. Tình huống đó có thiệt nên nó căm hồng thấy chưa. Mày nha mày, tao nói cái thứ của mày nha mày. Mày đâu, mày bị kiến cắn, không biết mày bị kiến cắn luôn nè, đúng không? Cắn đâu? Mày kiến cắn ở đâu nè? Là gì? Thử, giấu kiến cắn nè, không anh? Đúng. Giấu kiến cắn, mở ra, mày ngồi mày mở ra coi. Mày dán ra coi, mày dán ra. Tao không ra, mày làm gì tao? Nè. Trời ơi, trời ơi. À. Chứ mỗi lần kêu bà gian ra bảo kêu gian chi. Đây nè, tao nói tụi bay biết nha. Cái thứ tụi bay không có xứng đáng thừa hưởng căn nhà này.
tụi bay ở đâu, tụi bay ăn ở cho sung sướng, còn má tụi bay bỏ. Bây giờ tụi bay thấy căn nhà này có giá trị hả? Tụi bay tính lợi, tụi bay chia của hả? Xin lỗi, tụi bay muốn biết tao là ai hả? Không phải. Tụi nói tụi bay hết hồn nè. Uống miếng nước là tao nói tụi bay hết hồn nè. Mẹ lối, nó chặt màu quá. Ông là ai? Tao là người tính mua căn nhà này nè. Ủa vậy thôi hả? À. Không có miếng giặt luôn á. Trong phim á, trong phim mỗi lần tao nói là có tiếng nhạc ba ba ba. Và ông nói im ru luôn, thấy không? Vậy thì để tao nói lại. Quỳ xuống đây. Ông là ai? Tao là người mua căn nhà này nè. Tao khi bà đăng báo bà quyết định bán căn nhà này, tao thấy căn nhà này nó hợp tình hợp lý, tao mua cho con tao lên đây ở để mà học hành. Ờ thì mua đi. Không mua. Mua để tụi bay lấy căn nhà, mày lấy số tiền mày chia chắc, mày bỏ rơi của bà nè. Hả? Mày đừng có ngu. À tao cho con tao ở ngoài dĩa hè. Con tao ở dưới ghe. Ở gầm cầu. Còn ở căn nhà này để tụi bay trục lợi. Trời ơi, cha nội ngu dễ sợ luôn. Tự nhiên có con ruột của mình cho ở đầu đường xó chợ, ông chị mua nhà cho nó ở. Trời ơi, thấy ông ngu thiệt luôn á. Tao tức quá tao nói vậy thôi, lòng ngu vậy đó. Ờ, đúng rồi, nói vậy đó, rồi sao? Sao vậy? Má, ba bán nhà đi má. Ông anh bán ơi, chị, đừng bán chị. Ông anh ơi, tôi con mình ơn tôi à. Trước sau rồi tôi cũng đi theo ông theo bà. Thôi bán nhà chia cho tụi nó đi, dù sao nó cũng là con của tôi. Trời ơi. Chị ơi, chị nhìn đi. Hai đứa này là một lũ bất hiếu. Nó không bao giờ nó trân trọng cái tình cảm mẹ con đâu. Chị nhận tôi nhỏ nhỏ này làm con chị đi. Tôi hứa tụi tôi sẽ nuôi chị đàng hoàng tử tế. Thôi ông anh ơi, đừng có giỡn nữa mà. Để tôi nói cho ông anh nghe. Hai đứa này đối xử với tôi thì sao thì trời biết, lương tâm nó biết. Mặc dù con nuôi hay con ruột, đối với tôi vẫn là mẹ của tụi nó. Công nhận đẹp trai khổ thiệt. Sáng sớm đẩy xe nước mía mà lát thế nào gái cũng bu thấy thương cho coi nè. Cái tật đẹp trai đó, đẹp quá đẹp. Ồ, đẹp trai gái bu đó, gái tới liền. Chú Tư. Đây đừng thấy không, ghét nhất cái từ này. Tự nhiên ta đẹp trẻ gì kêu chú là sao? Tôi ghét cái từ chú luôn. Anh thấy trẻ đẹp không? Ủa chú Tư? Nữa? Chú nữa? Sao chú lại bán nước mía sớm quá vậy? Chỗ này chỗ con bán xôi nha. Mặt trời bắt đầu lên rồi thấy chưa? Ở đó mà sớm bán bu phải vậy tao mới thương tao mới uống chứ. Thôi bình thường chú bán trễ cho con bán xôi, chỗ này khách con mua để ngồi ăn chứ bộ. Trời đất ơi là trời, cứ chú hoài, thà kêu con Tuất đi hả? À, nó còn có ít, tự nhiên kêu tôi bằng chú hoài sao tôi bán được trời. Thôi giờ kêu bằng anh đó. À anh nghe dễ thương không? Ôi tên quá nha. Ờ và có gì tôi sẽ giúp cho xôi được, có gì đâu á. Hôm nay tôi giúp cho em hoài, em không nhớ thôi. Giúp gì ta? Có lần tôi cho em mượn ống hút nhớ không? Cái gì? Bán xôi mà cần ống hút hả? Ừ. Ủa, quên lộn à, ống hút là thằng kia à, em xin sợi dây thun có nhớ không? Trời ơi, có cái sợi dây thun mà chú nhớ hoài. Trời ơi, giúp ba cái gì mình phải nhớ chứ. Cái sợi dây thun nó nhỏ nhưng mà tình cảm nó đông đầy, hiểu không? Mà tôi nhớ cái đó, cách này là cũng 49 ngày rồi đó. Sợi dây thun màu xanh nhớ luôn. Ôi ghê nha. Ghê cái gì, nếu em muốn cái gì em kêu bằng anh đi. À, cần thì anh sẽ xe cho. Vậy thôi vậy? Không có anh gì hết đó chú. Tự nhiên cái xe gì, tự nhiên xe gì của con. Ủa sao vậy trời? Trời đất ơi, nghĩ gì trời? Xe là xẻ chia á, là giúp đỡ nhau á, cùng nhau buôn bán. Vậy mà con cứ tưởng đâu chú đòi xe gì của con chứ. Trời đất ơi, bà này cũng dễ sợ lắm nha. Bà này bà đẹp mà bà cũng nghĩ bậy lắm nè. Trời đất ơi, ta xe là xẻ chia. Bây giờ em không nghe người ta nói bây giờ là kinh tế toàn cầu á, thì mình buôn bán nhỏ đừng có cầu toàn, hiểu không? Hiểu chưa? Hiểu tôi nói gì chưa?
Có nghĩa là bây giờ những cái buôn bán gì nè, à, cũng như mấy nước ngoài ta gọi là những cái shop mà center đó, hiểu không? Người ta bày bàn ghế này gì hết trời nè, là ai muốn vô ăn cái này, uống cái này, ai cái gì cũng được, miễn ngồi chỗ nào cũng được, miễn là chúng ta có một cái mặt bằng chung, rồi buôn bán chung, rồi ai muốn lợi lụm gì ăn, mình lấy tiền. Ghê vậy ta? Chứ sao? Làm lớn luôn. Làm lớn? Trời ơi, còn nhiều cái hay lắm, nhiều cái em sẽ bất ngờ với tôi nữa, hiểu không? Tôi sẽ cho em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thôi nội, sáng nay chú bán nước mía là bất ngờ rồi, không còn bất ngờ nào hơn hết á. Nước mía thì có gì đâu bất ngờ hả? À, nước mía có bất ngờ, cái này mới bất ngờ nè. Chờ đó đi, tôi sẽ cho em coi cái này bất ngờ dễ sợ luôn. À, chờ nha. Gì vậy ta? Em thấy tôi đi có nhạc không? Ê, bỏ chú Tư, bỏ chú buồn gì hả? Chú định bỏ đi hả? Trời ơi, sáng giờ tôi bất ngờ giữa em này quá. Bỏ đi đâu? Xách vali đi đâu nè? Cái vali ai chùm khăn đỏ vậy? Chứ đây, gì đây? Để coi ảo thuật Copperfield. Wow, ở đâu ra nguyên cái thùng đẹp quá vậy ta? Chú định bán kẹo kéo hả? Đi từ sửng sốt này tới sửng sốt gác hoài. Bán kẹo kéo có gì? Tôi nói em nha, bây giờ em ra thay gì á là em đi không có thời giờ, người ta vào đi tập phòng gym rồi ha. Còn mình nghèo, mình buôn bán nhỏ như vậy, mình cũng có cách mình chơi. Mình chơi vừa để cái công việc mình đỡ nhàm chán, em hiểu không? Làm sao? Thay vì đi tập thể dục, bây giờ mình dọn bà vô ghế theo cái nhạc này nè, coi như mình đi vũ trường. Vũ trường Tứ Khoai. Vũ trường con biết nè. Sao biết? Ngày nào con cũng đi hết á. Ngày nào em cũng đi vũ trường? Đúng. Ủa em bán xôi em bán cái gì em? Bán gì? Thì con đi ngang qua vũ trường nghe đùng 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 để con tới chợ mua tàu lá dứa. Vậy mà hôi đi vũ trường. Đi ngang qua thôi mà hôi vô vũ trường rồi đó hả? Thì cũng nghe rồi. Hay quá, nghe đi, xem đi. Ê. Ê. Khiên cái bạc là lắc cái mâm, khiên ghế ghế là lắc cái hông, để ly ra là lắc cái đầu, để cái này là lắc cái chân, hiểu chưa? Cái gì vậy? Không cho ai ngủ cái gì nè trời. Cái gì mà không xôn gì nè trời. Trời ơi thiệt á. Tư, ông Tư, ông Tư. Gì vậy? Trời ơi, ông làm gì vậy? Dancing. Đến sinh gì mà sinh? Anh thấy chuột. Sáng sớm cho ai ngủ nghe vậy chứ trời à. Đúng 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 vậy. Giờ này mà còn ngủ gì nữa. Giờ này mọi người đều thức dậy. Mặt trời lên, mọi người cũng lên rồi. Tự nhiên mà ngủ hoài vậy. Ê nè, mặt trời lên thôi nha. Người lên đâu? Hả? Người lên đỏ cây hả? Lên nè, búa lên. Thôi đi. Chỗ người ta ngủ nghe à. Ông mà phá giấc ngủ của tôi vậy. Tôi tổn hao sức khỏe không biết không? Bà hao tổn dữ lắm hả? Bà ngủ dữ quá mà sao bà ôm vô ôm nhách vậy? Ít vận động quá đó. Nè, người ta phải tập thể dục. Cái gì? Cơ bắp nó mới săn chắc, nó mới nở lên. Hai ốm quá gì, hai phải tập thể dục cho nó khỏe. Kệ tao mày. Tao ốm vậy đó đỡ thôi mày. Mày mập hù lù hả? Mày muốn giảm cân với tao được không? Gì hai? Trời đất ơi. Cái gì mà sáng sớm à? Sớm mình có vẻ đông vui quá vậy? Vui bà nội mày chứ vui. Trời đất ơi. Đang cái lộn rần rần nay mày vui gì mày? Ủa cái lộn với ai vậy? Mày qua đây. Trời ơi chú Tư. Sao lên ăn mặc lạ vậy chú Tư? Trẻo quá phải không? Từ nãy giờ mới để ý nha. Già mà có nên nết. Sao hả? Nghĩ sao ăn bụng thôi kìa. Ủa bán nước mía không bán nước cam? Bán nước mía mặc áo cam. Bận đồ bông hoa lè lẹt rồi nhìn thấy ghét rồi hả? Ai bông hoa lè lẹt? Còn mình không bán gì sao có trái cherry? Nói tớm là bông hoa lè lẹt chửi bông hoa cam thôi. Nó bông hoa lè lẹt đụng con luôn nè. Ê, nhưng mà mấy người là bông hoa, còn tôi có trái. Dù sao tôi cũng ăn được. Mấy người ngửi hoa bộ chết rồi hả? Thôi đừng cãi nhau nữa mà. Ê, ông sao vậy? Qua đây. Vậy, vụ vậy? Ghét cho già. Sao vậy? Sáng sớm làm cái chuyện mà rùi bu kiếm đầu. Con bỏ cục đường hay gì mà rùi nó bu dữ vậy? Vụ duyên mày ơi. Con làm gì? Ý tao là nó hả sáng sớm để cho ai ngủ nghe vậy trơn trời. Nghĩ sao mà mình mới nha. Đúng lên. Đó, không có lịch sự. Qua bển mày chửi vô mặt. Qua đây biểu mày. Dạ sao chú Tư? Mày rù rì gì với bả đó?
con nghe thử coi bà nói gì chú. Bây giờ tao hỏi mày nè, sáng sớm người ta là tập hợp tao buôn bán, tao tập thể dục, còn bà ở nhà bà ngủ, bà ngủ riết ốm vô ốm nhách gì, bà bẻ ra bà la tao là cái gì? Chú Tư nói vậy đúng. Sáng sớm mình phải tập thể dục chứ. Đúng. Sức khỏe mà. Sức tập thể dục chuyện bình thường. Bà bậy quá. Chứ dọn hàng cái nhà. Dạ. Điều mày. Sao gì hai? Tao nói mày nghe, mày qua bển mày chỉ thẳng vô mặt ổng mày chửi cho tao. Thằng đó ơi. Mày nói á, già rồi, tập làm cái gì trước sau thì cũng xuống lỗ thôi. Đúng gì đó đúng. Đi qua bển chửi. Ổng là chỉ còn vài năm nữa ổng đi rồi. Trời ơi, vài năm là nhiều mày, chừng ngày mai ổng chừng đi luôn rồi đó mà con. Mà tập hoài không biết tập chi nữa. Đi qua bển chửi thằng ổng. Bạch. Dạ. Tao nghe hết rồi, tao đứng đây tao nghe hết rồi. Bà nói chú không nó cũng nói, mình á. Trước sau cũng xuống lỗ tập chi phải không? Hả? Tập chú xuống là làm ma, làm ma khỏe mạnh. Chứ ai như bà gì làm ma mà còn bị bệnh nữa đó. Chính xác, ổng như ổng nhắc hả? Chứ sao, cái bà chết xuống rồi. Bà vẫn còn bị bệnh. Bà là chờ rút bà đi luôn đó. Qua đây. Dạ. Sao gì hai? Tao nói rồi biết nghe chưa? Sao hai? Cho dù bây giờ tao không tập thể dục đi nữa, tao ốm như vậy, hoặc là tao có mập đi nữa, là mỡ bên ngoài nó không đáng sợ con. À. Sợ là sợ bên mỡ bên trong á. Đúng rồi. Dễ chết. Đúng rồi. Mà ông già này mày nhìn coi, mỡ lẹo bẹo hết trơn. Ông cholesterol ông cao lắm. Bởi vậy tao nói mày qua bển đi, nói đặt hòm trước đi. Thôi, chú bỏ đợi trước đi chứ để không kịp à. Mày nhiều chuyện bây giờ mày phe nào. Ủa có phe nữa hả? Chứ sao? Bên đây hay bên kia? Bên đây với bên kia. Bên đây. Phe bên đây, 1, 2. Phe bên đây, 1. Phe chính nghĩa. Thôi nói tóm lại con đứng cửa giữa đi. Sao vậy? Đứng vậy mới động. Phải theo phe, phải theo phe rõ ràng, rõ ràng. Nè con, mấy đứa mà đứng trung lập cửa giữa đó. Dạ. Dễ chết lắm. Ủa vậy hả? Hai phe nó dập một lượt đó. Chết nha. Nhưng mà bây giờ con là cái tánh mà không muốn ai buồn hết trơn á. Thôi nói vậy thôi, con qua phe bên này đi. Ờ, phe này đi. Đây đông người hơn. Trời, cái thằng quỷ này thiệt. Ờ, đúng rồi. Nó theo phe em này, mà đứa hai đứa này trước sau nó thành vợ chồng nè. Chú Tư này cứ gài chú ra ngoài. Bây giờ tôi nói nha, bây giờ tập thấy dốt, bà có tập thì tập, không tập thì thôi, tôi mở nhà tiếp đi. Chú nói đồ màu lắm. Trời ơi, rồi lắc cái mông. Trong nổi này nè. Với đi ta. Ui da đau quá. Vừa. Trời ơi vừa. Trời ơi mắc cười quá. Trời ơi quá nè. Cái gì vậy? Cái dưỡng em vậy? Ê đổ nước xong. Trời ơi. Trời ơi. Ê. Đây là mấy cái người buôn bán xong tạc nước xà bông rửa chén ra nè. Trời ơi. Sáng giờ buôn bán được gì đâu. Sáng giờ. Mới cô queo mà tự. Mới sáng sớm mà sao té vậy? Ôi. Nhìn thuốc. Cái người là thủ phạm. Cái người nào mà thấy người ta bị nạn té mà ngồi cười là người đó là người thủ ác, là em đó. Không phải đâu. Nhau nội, từ nãy giờ tôi ngồi bên này nha, tôi đứng bên này tôi không có qua tới bển tôi đổ nước đâu à. Phải đâu chú Tư. Không phải, bà không có đổ mà bà suối con cháu bà đổ. Ê đứng bên này suối bằng cách nào, bộ thần giao cách cảm hả ba? Bà điện thoại. Điện thoại đâu nè, lục túi thôi đi, con có điện thoại đâu. Bà điện xong là bà quăng rồi. Trời ơi vậy mà cũng đãi được luôn vậy? Không phải. Chứ không ai? Không phải gì hai đâu. Ước mềm rồi. Người khác. Người nào? Con đã điều tra được rồi. Thủ phạm là ai? Ủa? Chuyện gì mà giống như là mọi người bu giống như người bu hột xài vậy? Bị gì vậy Tám? Hả? Tám đeo khẩu trang vậy? Thân nay Tám bị cảm. Tám nghe giọng Tám kỳ quá, bị ngọng nữa. Không phải cảm à. Ủa? Mà có chuyện gì ở đây? Mà cảm ngộ giờ sáng không cảm, giờ cảm. Cảm à, sáng thấy đi chợ sớm mà đâu có cảm gì đâu, bây giờ cảm vậy. Con người tôi nó bất thường lắm. Nó giống như là một cổ máy dự báo thời tiết vậy đó. Khi sáng nắng, chiều mưa, buổi trưa mát mát, nhiều khi ấm ấm, có lúc hăm hăm, đôi khi lặng thầm, bệnh tình bất chợt. Trời đất ơi, bệnh là còn làm thơ nữa ha. Mà chuyện gì vậy? Đang có một vụ án xảy ra. Một vụ án nghiêm trọng. Trời. À, cộng đồng người ta đang tập thể dục mà kẻ nào đã đổ cái nước gì xà bông sền sệt ra té quá trời. Trời ơi. Ôi đáng đời. Chuyện gì quan trọng quá vậy? Kẻ nào ác tâm quá vậy? Đi đâu đó? Đi. Kiếm cái gì vậy? Đi kiếm thằng ba xe ôm. Ba xe ôm đâu chứ đất vậy? Ba xe ôm đang nghỉ rồi.
Ủa sao nghỉ hả? Tám định đi vô bệnh viện hả? Đúng rồi á, cảm quá cảm à. Vô bệnh viện khám bệnh không có thôi chứ gì à. Ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Những gì hết rồi. Ông này nghi nghi nha. Uống nước mía không? Ngồi xuống đây. Ăn xôi nha. Không ăn xôi không? Bây giờ tôi sẽ khai thiệt cho tất cả mọi người biết, kẻ thủ ác đổ nước xà bông chính là anh Tám. Ồ. Gì giống như Hồng Kông vậy? Tập thể chị Ủa mà tại sao biết? Nè, nói có chắc mắt có chứng nha. Không phải là muốn nói cái gì nói nha. Nếu như bây giờ mọi người không tin, mở khẩu trang Tám ra là biết ngay. Mở ra đi. Cảm ơn sợ thấy bệnh như mọi người lắm á. Tại sao tôi biết không? Tại sao? Tại vì tôi lần theo dấu vết tôi đã tìm được một hàm răng giả. Phải tìm ở đây không? Trời đất ơi. Trời ơi, tôi tưởng con thú tật nguyền. Tám tật nguyền gì, răng của ta thú tật nguyền gì? Thấy cái hàm răng hết hồn chưa? Ủa sao mày, mày chồng răng ít tiền lắm, sao nó lấy răng con gì nó chồng cho mày vậy? Nó có gì vậy lạ? Nó hồi nó lấy răng con quỷ chồng ra tôi luôn à. Không bao giờ dám cạp mía. Không bao giờ dám cạp mía. Bây giờ tôi mới phát hiện. Ôi ơi, cái hàm răng này đi nghe xe nướng mía tôi dòm không à. Mà thấy đi mua dừa về hoài. Nói dừa hả? Không, cái này là thắc mắc thiệt. Tám vô duyên à. Cái này là thắc mắc thiệt. Không có chọc nha. Hứa đâu có giận nha. Không, nói đi, thật tình gì trả lời thôi. Mà sao mà người ta đi trồng răng giả đó, là người ta trồng răng sứ đúng không anh? Đúng rồi. Trồng răng sứ vô đó đẹp. Sao mày trồng răng hô vậy? Này nè, để tôi kể cho nghe, có lý do đàng hoàng. Cái răng có lịch sử của cái răng đàng hoàng chứ bộ. Sao? Vậy nè, đó, người ta là trồng răng mà coi như là thẳng nè, nó thẳng nè, nó đều là bình thường rồi. Còn tôi trồng răng á, nó lởm chởm, nó lô nhô như hổ gà ổ dịch vậy đó, thì mới là bất thường, mới là hàng độc không đụng hàng. Tại nó là ngay thật răng vậy, tôi bị móm. Móm nặng lắm. Móm nặng, nó nặng lắm. Cho nên là trồng răng vậy để mà chữa móm. Chữa móm mà thành hô rồi. Đúng rồi. Thì bói nói tôi á là coi như là nếu như ông á mà cười á, móm quá cười không thấy răng là không có vào. Ông trồng răng sao mà cười mà vừa cười cái người ta đếm răng được 1, 2, 3, 4 năm sau người ta vừa đếm răng được á là mới vào. Nên đem làm hô luôn. Phải không? Dạ. Mày thấy mày vào chưa mà mày thấy đi mượn nợ hoài vậy? Chẳng biết vào không mà thấy nặng cái mỏ mình quá. Vô vấn đề chính. Tại sao hồi nãy anh lại nỡ lòng nào tạt nước xà bông cho chú Tư và mọi người té? Đúng rồi. Tại ông này nè. Tại vậy? Tại ông tôi coi á. Tại sao? Sao tại tao mày? Sáng nào cũng vậy hết trơn á trời á. Sáng nào cũng là mở nhạc đung hết trơn á. Chính xác. Đúng không? Đúng. Đúng không? Đúng. Mà tôi á có sở thích đó là gì? Là thích đánh răng. Thích vệ sinh răng miệng. Bị răng mình đánh hàng độc mà. Nên sáng nào tôi vậy, tôi ngủ dậy là tôi vệ sinh răng miệng cho trước. Tôi bỏ cái, tôi tháo hàm răng, tôi bỏ vô thau nước rửa chén tôi ngâm. Để cho răng nó chắc và nó diệt khuẩn. Trời ơi. Đó, răng chắc lắm chứ không, mình không vệ sinh kỹ á, lỡ mình táp nói chuyện mình cắn trúng ai, chạy nhọc tội nghiệp người ta. Trời ơi. Đó, cho nên là tôi ngâm vô nước. Có tâm. Có tâm lắm. Nói chung là ngâm ra thau nước rửa chén, đang rửa chén gì đó, rồi ngâm vừa rửa chén vừa ngâm gì đó. Cái tự nhiên cái nghe nhạc đung vào đây. Làm tôi rớt bể 4-5 cái chén ngốc vậy đó. Tại sao rớt? Thì đó thì quan tâm cái vụ nhạc của ông chứ ai. Nhạc như rửa chén ông có dính dáng gì mà phải rớt ra chén rớt ra dĩa. Tôi không có chịu được cái tiếng nhạc của ông. Ông thích mà tôi không thích thì sao? Không, là vừa rửa chén mà vừa nhảy luôn mới rớt chén dĩa như vậy. Đó thì tôi mới là rớt vậy. Tôi mới quê quá, bực quá. Tôi cầm cái xào nước rửa chén á, tôi đổ vô cái xô. Ra đây tôi tạt cho mọi người té chơi. Ai mà có về đâu rồi quên mất là cái răng mình để trong đó đó, rồi về nhà bác thì không có ra tìm cái răng mình rồi mới bị bể chuyện là lộ hàng á chứ. Lộ hàng á? Cái hàng ông khỏi cần làm gì cũng lộ rồi kìa. Thì ông gặp là được tôi chết liền đó, đó thì đó giấu đầu lòi đuôi ha. Giấu đầu lòi đuôi chỉ giấu đuôi lòi đâu rồi. Nó không răng ra đó. Ta nói nè, mày mốt rồi rửa chén, ta đang tập thể dục, ta nhở nhạc lên, chịu không được. Ngưng lại, đứng yên, chờ hết nhạc, rửa tiếp. Trời ơi, rảnh quá, rảnh như ông vậy đó. Chứ là ai biểu rửa chi mà nhìn nó giật rồi bể cái chén rồi ra là hại người ta.
Mai à, té nhẹ à, rửa chợt là chấn thương sọ não rồi sao? Ai mà biết cái chuyện xảy ra nó lớn gì đâu. Mà nhờ vậy tôi mới phát hiện ra một điều. Điều gì? Vậy? Đời sống sẽ ngắn lại nếu làm hại lẫn nhau. Muốn đời bớt khổ đau, hãy vì nhau mà sống. Trời ơi, thấy mình sai lầm, dễ sợ sai lầm luôn. Theo cái lời của anh Tám nói đó, con nói thiệt, con góp ý chú Tư với lại cô Hai luôn. Góp ý luôn, tất cả mọi người trong xóm với nhau, mình bà con với nhau ở cùng xóm, bây giờ giận hờn nhau làm cái gì? Đừng có để mấy cái chuyện nhỏ mà mình gây tới gây lui, nó mất tình hàng xóm chú Tư. Cái chuyện mà buôn bán với nhau, bật diện xóm giềng, chúng ta phải thắt. Nhưng mà tôi góp ý không nha. Góp cái gì? Nghĩ sao ông đem cái lo trà bá này ông làm phiền mọi người nè nha. Trời đất ơi, tôi nói nè, cái mình không tập thể dục đó là cũng không được. Mà buôn bán không có giờ tập, mình tranh thủ ra mình tập. Mình nghĩ là mình tập là bà con cùng tập. Nhưng mà về mình thích, người ta không thích thì từ từ. Tôi mai mốt tôi bỏ cái lo này. Tôi làm thêm 4 cái lo nữa. Trời ơi, 4 lo nhỏ xíu thôi. Còn tôi đủ nghe đi tập thể dục thôi. Còn tôi thì qua chuyện này tôi cũng xin lỗi mọi người. Tôi hứa với mọi người bây giờ có nhảy gì thì nhảy. Tôi cũng không bao giờ lấy nước rửa chén cái tạt nữa đâu. Mà tôi lấy nước nước gì đó nước sạch, nước mông tên á, tạt ra đường để lúc mà trời nắng á nó mát mẻ đường xá cho mọi người dễ tập và đi qua lại nó hợp vệ sinh. Thôi chưa? Hay sao? Tưởng nước rửa chén thành dầu nhớt rồi chết luôn. Tôi thì mốt tôi bớt cái mỏ tôi lại. Đúng rồi. Tôi không có la bài hải nữa. Đúng rồi, cho nó mập lên chút. Nói là nói nha. Nghe lộn hoài. Tất cả trong xóm mình yêu thương nhau vậy là vui rồi. Đúng rồi, tôi hiểu là vui rồi. Đang xin tư coi. Tiếp tục nhảy. Trời ơi. Bữa nay thôi. Nhảy bữa nay thôi. Trời ơi, thôi mà, hộ mà lắm, để cho người ta ngủ rồi. Nhảy bữa nay thôi. Trời ơi, không nhảy nữa. Nhảy bữa nay thôi. Nhảy bữa nay thôi. Hôm nay, ba phải chính thức kèm cặp cái việc học hành của con. Con học hành càng ngày càng sa sút. Ba đi họp cho con mà riết ba mặc cảm với lại phụ huynh học sinh người ta. Dạy! Ba mà dạy kèm mày học mà mày còn ngủ. Mày vô lớp mày ngủ tới chừng nào nữa? Hả? Ba ơi, này chán quá. Chán cái gì? Văn mày học thì yếu. Sử mày cũng thi lại. Cái gì mày cũng thi lại hết. Tao nản mày luôn á, tao nói thiệt. Thôi giờ ba dạy đi, con nghe nè. Bây giờ nè, ba dạy mày 4 câu. Sau này với 4 câu này, mày có thể áp dụng được tất cả cái tình huống trong cuộc sống của con sau này. Trời ơi, đã nhờ. Tam tự kinh. Tam tự kinh là gì? Từ từ mày sẽ hiểu. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Tính tương cận, tập tương diễn. Cẩu bất giáo, tính nải thiên. Giáo chi đạo, quý dĩ chuyển. Hiểu không? Dạ không. Nhân chi sơ tính bổn thiện có nghĩa là làm người sinh ra, từ lúc mình lọt lòng ra là cái con người mình bản tính nó là một người thiện, không có cái ác trong người, con hiểu chưa? Tính tương cận, tập tương diễn. Câu này nó hơi khó, nhưng mà tính ở đây là gì? Tính là sự tính toán. Tương thì có nghĩa giống như là tương hộp của mình vậy đó. Còn cận là cận thị. Có nghĩa là khi con ra đời, con không biết tính toán cái sự mà ăn mua tương hộp là con sẽ bị cận thị. Trời ơi, sách nho mà sao giải thích gì ghê vậy ba? Giải thích theo kiểu của ba. Ba hiểu sao ba chỉ con như vậy. Tập tương diễn. Tập có nghĩa là cuốn tập mình nè. Tương cũng là tương hộp, diễn là diễn thị. Còn tương hộp mày ép vô tập là mày sẽ bị diễn thị. Quá dễ. Ồ, cái này thấy vui rồi nè, vui rồi nè. Con học hành đừng bao giờ lấy tương hộp mà ép vô tập của con. Sau này con sẽ bị diễn thị, hiểu không? À, con hiểu rồi, con hiểu rồi. Còn câu tiếp ba. Cẩu bất giáo, tính nải thiên. Là gì? Cẩu mày không biết à, cẩu là cái gì? Chó. Bất. Không. Giáo. Cô giáo. Chính xác.
cậu bất giáo có nghĩa là bà cô giáo mà bị mất con chó. À. Tính nải thiên, tính là gì? Tính là tính toán, nải là nải chuối, thiên là trời. Bà mất con chó, bà đem nải chuối ra cúng ngay bàn ông thiên. Giáo chi đạo quý dĩ chiên. Là gì? Giáo là bà cô giáo. À. Chi là bịch kinh chi. Đạo là đạo chích, có nghĩa là lộn, đạo là đạo đức. À. Có nghĩa là bà cô giáo dạy đạo đức bị mất bịch kinh chi. Quý dĩ chuyên. Quý có nghĩa là thằng quý, dĩ là sở dĩ, chuyên là chuyên môn, có nghĩa là thằng quý chuyên môn ăn cắp bịch kim chi của bà cô dạy đạo đức. Trời ơi, thì cái từ nãy giờ ba hả nói ba dịch ba câu là con thấy tầm bậy sai bét hết rồi đó nha. Sai gì? Chứ gì nữa? Cái câu này là trong cuốn Tam Tự Kinh. Đó, bây giờ quan trọng là Tam Tự Kinh là cái gì nè? Trời ơi, quá dễ. Con học con không có động não gì hết. Tại sao ba lại ém ba cái chữ đó cuối cùng? Tại sao? Tam là mấy? Ba. Tự là tự giác. Tự nhiên. À, tự nhiên. Kinh là gì? Kinh nghiệm. Kinh hoàng. Có nghĩa là ba mà đọc cái cuốn này ra là con sẽ tự động mà giật kinh hoàng. Ôi. Nể ba chưa? Nể quá, công nhận cái học thuật của ba nó uyên thâm quá ba ơi. Đâu phải đơn giản mày. Đâu phải đơn giản mà. Ở đây ba mua cuốn sách Tam Tự Kinh, ba đi siết nợ người ta, thấy nhà nó có cuốn này tụi chôm về luôn. Con không nhận nha, bây giờ con biết tại sao con học ngu á. Học ngu là do gen di truyền. Cái gì nữa? Ba giải thích cái kiểu này là con biết được lý do tại sao con ngu rồi, con xin ở lại lớp rồi. Xin lỗi mày, tao ngày xưa có đi học dở hơn mày, nhưng tao không có ở lại lớp nhiều như bằng mày. Ngày xưa tao nghèo tao không cho mày đi học. Mày đi học chậm trễ hơn bạn mày là một cái thiệt thòi rồi. Nhưng tao không ngờ mày học. Mày chịu khó mày chờ cái đám đàn em mày lên thiệt. Chứ bây giờ nó nói chị ơi chị lên trển chị chờ em lên học chung với. Bây giờ sao mày lỡ hứa mình phải giữ uy tín chứ ba. Mày bao nhiêu tuổi rồi? 17. Mày 18 rồi. Mày 18 tuổi. Mày đi hỏi hết cái đất nước này đi, có ai 18 tuổi học lớp 9 không? Hả? Ba này ba nói lớn quá là mắc cỡ cũng chết rồi. Suốt ngày không chịu học. Kêu đi đòi nợ cho tao cũng không chịu đòi nợ. Vô trong lớp quýnh bạn không. Ba nói không đòi nợ cho ba hồi nào. Hôm bữa con đi qua con đòi nợ bà bán hủ tiếu cho ba đó. Mày đừng có nhắc nha mày. Ba kêu mày qua mày đòi nợ, mày không đòi mày đập đồ hủ tiếu của bà. Trời ơi, chứ giờ đòi qua ba không trả, mày phải đập đồ bà để dằn mặt bà thôi chứ sao. Không có tao qua tao cản mày, dám mày đốt cái quán ba luôn rồi. Hên á, tao dằn mặt bà, tao chỉ xiết cái cây gậy của bà thôi. Con có lấy thêm nồi hủ tiếu qua nữa. Hủ tiếu lấy về nấu tao mày ăn hả? Bây giờ đem về hầm canh, có gì đâu. Tào lao không mà giờ nói mày á. Vô trong lớp học hành cho đàng hoàng đi. Chứ bây giờ con hỏi ba nè, con làm gì con gái nữa không đi vô lớp con học mà mấy đứa bạn có xa lánh con. Hỏi sao con không quýnh nó. Xa lánh cái gì? Xa lánh mày á là tại mày, cái thay mày bự quá. Tại mày, làm gì tại con? Chứ tại sao nó xa lánh mày? Nó nói con thúi quá. Thúi là đúng rồi. Làm gì đúng? Trời ơi, con gái con lứa mua xe cho đi học không chịu. Dám nổ với tôi, nói là đi học có xe đưa rước. Tao tưởng ngon, bữa sáng tao mở cửa ra thấy mày đu xe rác tới trường. Ủa? Mày kiếm xe khác mày không đu, mày đu xe rác. Thì bây giờ xe rác nó đi cái tuyến đường từ nhà mình tới trường luôn. Thì giờ mình đu nó đi cho tiện, đỡ phải đi xe không. Mày trách làm sao mà vô lớp bạn bè không kêu mày hôi. Mà ba mắc cười quá, ba lại minh bạn quá vậy. Ủa con là con ba hay là mấy đứa tụi nó là con ba vậy hả? Nhưng mà hả? Cái gì? Mày phải có lòng tự trọng chút xíu. Đã cái thay mày bự hơn người ta rồi. Còn con gái nữa, hơn chút quýnh bạn, hơn chút quýnh thầy. Bữa nay tao bận bà ba rồi nè, không muốn nó hả? Thì nói người ta đàn ông rồi, người ta bận bà ba rồi nè. Nói mày cái mày nạt vô mặt à. Má, má thấy không? Má chửi con kìa, má thấy không? Tao kéo màn lên rồi, tao không muốn cho ba nhìn mặt mày đó. Mỗi lần tao giải mày, tao phải làm như vậy. Lên đây, hỏi mày nè. Tại sao hôm bữa mày lấy đá mày chọi thầy hiệu trưởng mày? Ba dặn con sao? Ba nói là đi học, thà mày ăn hiếp người ta, mày đừng có để người ta ăn hiếp mày, đúng không? Ừ, đó. Có ai mà làm cái gì mày á, mày cứ cầm đá mày chọi vô đầu nó đi. Có gì để ba lo. Thì tao nói vậy đó. Thì đó, cái thằng nó ăn hiếp con. Con lấy đá con chọi nó. Mà nó né được ba. Vô ngay bà hiệu trưởng luôn ba. Tại nó né. Nó hay quá, võ công nó cao. Trời ơi, cũng may là bà hiệu trưởng không có bị gì hết. Bà nói, bà đứng mà khóc nước mắt là rưng rưng đúng không? Đâu diễn lại nước mắt rưng rưng rồi. Nước mắt rưng rưng. Dạ kính thưa quý thầy cô, con em tôi còn quá nhỏ. Cô đuổi ra khỏi trường, cuộc đời nó sẽ đi về đâu?
đó. Trời ơi, nguyên hội đồng người ta nhìn ba người ta khóc nức nở luôn. Vì chính vì vậy mà ta không đuổi học con. Xem rồi. Thì bây giờ con nói cho ba biết á, con nghe lời ba, con đâu có vô chổng, con quýnh lộn với ai nữa đâu. Mới hôm qua này con ngoan lắm mà con bị người ta quýnh luôn á. Cái gì? Con bị nhỏ đó quýnh luôn, con đâu quýnh lại đâu. Mày bị người ta đánh? Đúng rồi. Mày không đánh lại? Không. Nằm xuống mày. Ủa gì vậy? Ngu. Trời ơi, nằm xuống đây liền. Nằm xuống đây. Tại con sợ con quýnh rồi bị mời phụ huynh nữa mà ba. Cái chuyện là mày quýnh người ta, người ta chưa quýnh mày, mày quýnh người ta là mời phụ huynh đúng rồi. Còn người ta đã đụng tới mày rồi là mày phải cào nha người ta liền. Nằm xuống. Trời ơi, đau. Nằm xuống. À, sớm này không sợ thằng nào con nào hết. Bữa nay ba dặn con nha, không được để bạn đánh, biết chưa? Dạ. Đứa nào đụng tới con là con phải cào nha nó liền. Dạ. Ba ơi, con không có đánh nhỏ đó, nhưng mà con đánh nhỏ cháu nó. Đánh nhỏ cháu nó trả thù rồi. Mắc gì quýnh nhỏ cháu nó? Tại qua kiếm nó không được, quýnh nhỏ cháu nó bỏ ghét. Nhỏ cháu nó đâu hung dữ lắm, không có vừa đâu. Nó nhỏ nhỏ nó chửi không hả? Đập vô mặt nó liền cho tao. Con không đập liền, ba tưởng con hiền hả? Cứ mà đụng mà nó nhỏ nhỏ là mày quýnh vô mặt nó liền cho tao. Con xử hết. Nguyên lúc đó nguyên một lớp nó kéo tới. Trời ơi, con dọn nguyên lớp nó luôn. Con của hai hổ phải là như vậy. Chứ sao? Con hai hổ phải chơi sao để cho người ta biết tiếng. Ừ. Mày chơi mất tiếng mai mốt người ta mượn tiền ba thằng tao quịch. Mày hiểu không? Ba chơi. Dân cho dài mà. Có số lắm. Trong xóm này, ba dặn trong xóm này. Dạ. Mày né nhà cha bảy búa ra cho tao thôi. Ừ. Còn riêng mà sao ông bảy búa đụng tới mày, mày nói ba dở nhà lên. Ủa ba, sao ba không nói con này sớm? Làm sao? Con đụng ông bảy búa rồi. Hai hổ! Hai hổ! Thiệt, đụng rồi, đụng rồi. Đụng lớn luôn á. Ủa ba? Ba ơi, trân trọng lên ba ơi. Coi chừng ba ơi. Trân trọng lên, trân trọng lên. Dạ. Mày nhìn tao mày biết tao là ai được gì đúng không? Dạ, anh bảy búa. Dạ, tao một tiếng đi, đứng đơ ra vậy. Dạ. Lời nói đầu tiên cho em gửi đến anh bảy là chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Cái gì vậy? Chú ơi, chú làm gì chú đánh ba con dữ vậy chú? Mày nghĩ là tao tới đây tao có chuyện, muốn nói chuyện với nó. Mà nó nghĩ sao vô nó nói chuyện với tao mà giống như là nó làm MC vậy. Trân trọng đàng hoàng ơi, bỏ đi đừng làm MC ở đây nữa, không có bán vé được nha ba. Mũi dài lái chịu đòn. Xin lỗi ba. Lời nói thứ hai cho em gửi đến cô chú của anh chị cùng các bạn để chúc sức khỏe. Chú ơi, chú ơi, chú đừng đánh ba con nữa mà chú. Tao đã dặn đi dặn lại rồi, đừng làm MC. Ôi, ba đâu... Tao phải tàu hề đâu mà làm MC. Đâu có khiếu ăn nói đâu mà làm MC hoài mà bị đánh vậy ba. Chính vì không có khiếu ăn nói thì bây giờ trên TV người ta nói sao tao bắt chước tao nói lại vậy. Mày nó không có khiếu ăn nói nè, mày nhìn tao nè. Không có khiếu ăn nói nè, vô gây lộn nè, bị chúng chém tét mỡ nè. Thấy không? Nè, thẹo dữ cò, thấy không? Dạ. Trời ơi, chú ơi, tại sao thẹo mưa dữ vậy? Trời ơi, ghét nội ơi. Mày lạnh quá, chuyện chuyện của tao. Tại sao mày? Giờ bỏ luôn. Ông đầu tư ghê luôn á. Phải đầu tư chứ, nghe là nghe của tao. Trời ơi, một cây búa thôi em sợ rồi, anh đầu tư thêm cái thẹo chỉ nó về anh bậy. Trời ơi, đừng có đánh xa con nữa. Đừng, chú ơi, đừng đánh xa con nữa, chú ơi. Trời ơi, bơ thằng con. Bà chú ơi, đừng có đánh ba con nữa mà. Chú ơi, sao chú đánh ba con ngoài vậy chú? Chú ơi, chú, đừng mà chú ơi. Trời ơi, ba ơi, ba có sao không? Mày đánh ai vậy? Vỗ tay mà làm gì nó ghê vậy nè. Trời, ba con diễn còn sâu hơn nữa kìa. Mày làm hết rồi mày. Mày làm hết. Rồi em nhớ ngày xưa. Ngày xưa cái thời còn hoàng kim của anh, mỗi lần anh vỗ tay một cái giang hồ bu tới một xóm luôn. Giờ anh vỗ tay em phải nằm em xỉu trước chứ. Bây giờ tao tu rồi. Tao nhẹ nhàng lại rồi. Dạ. Tao không phải như hồi xưa. Dạ. Hồi xưa tao vỗ tay một cái là ào ra là hốt, ào ra là hốt. Đúng không? Bây giờ anh vỗ ngay có ai hốt không anh? Không. Anh tự hốt luôn hả? Tao tự hốt. Tao nói vậy tao ghét nhất là cái gia đình của mày. Mày dạy con mày kiểu gì? Con của mày đó. Dạ. Qua ăn hiếp con gái của tao. Mày nghĩ đi. Làm như vậy rồi con gái tao sẽ như thế nào?
một đứa con gái nhỏ nhoi dễ thương biết chừng nào. Chú ơi, mình nói chuyện giọng thấp được không? Sao cứ nói cao quá chi vậy chú? Ăn to nó lớn quen rồi. Vậy mà nghĩ đi, con gái tao sao? Con gái tao sao? Anh ơi, bây giờ mấy giờ anh kêu con gái em vô đây, đây con gái của anh vô đây, em bắt con gái em, nó xin lỗi con gái anh. Mày nhớ nè. Dạ. Nhớ mày nói nha. Dạ. Mày có con gái của mày quấn con gái tao không còn cái gì hết. Xin lỗi người ta. Có quấn con gái người ta. Vô đó. Quấn con chưa kìa. Không xin lỗi nó. Quấn tao. Nghĩ sao? Xin lỗi gì đâu, tôi xin lỗi nhưng mà vừa lòng được chưa? Qua xin lỗi người ta đàng hoàng. Biết rồi. Con chạy ra mời chị vô con. Con đi. Đâu có chạy. Ủa, này à, ai vậy? Con tao. Mày quýnh nó. Dạ. Ô, sao mày giang hồ quá vậy? Mầm trồ đá. 4 tuổi học lớp trò mày qua mày luồn nguyên một lớp của người ta. Vậy mà nói chuyện ra giống như là mày quýnh bạn mày vậy đó. Chứ bây giờ nó đụng con rồi giờ sao? Rồi mày thấy chưa? Mày dạy con cái mày cái kiểu gì? Nó láo. Nó ngang, nó ngược. Nó quýnh bạn nó. Bự con rồi lắm không? Mày quýnh con của tao. Tao ghét nhất cái thứ mày dạy con mà con mà nói láo. Con cái mà nói láo là qua mặt cha mẹ. Mày cũng nói đi. Mày quýnh con đúng không? Con ơi, bà quýnh con nhiều lắm hả con? Dạ, quýnh chát chát. Né không kịp luôn á. Thấy chưa? Trời ơi. Mày thấy chưa? Trời, nó xạo quá chú. Con đâu có quýnh vô trong mặt á đâu. Con giả vô trong đít đó hả? Mày nói láo. Con tao không bao giờ biết nó láo đâu, mày đừng có đeo mày. Thế con giả trong đít mà không mày. Vậy sao cái mặt nó sưng như vậy? Dạ, tại vì con giả chơi là phải chơi cho tới rồi. Ai biểu qua nhà kiếm chuyện chơi. Tao thấy chưa, nó đâu có vừa đâu. Mày hả? Ê, chồng giết con không? Mày đứng thay chứ. Mày trời ơi, thầy đừng có ép ở đây. Đừng có ép ở đây. Thầy ghê con tao. Tao mới giết mày thôi. Ai giết con cái gì con tao gì mà nó chăm chứ lại. Đứng lại. Đứng lại con. Con có đứng không? Con đứng luôn đi với con chạy. Hồi ba con quýnh chú chết. Đứng yên đi con. Ê chú ơi, chú thấy chưa? Nó xạo mà con đâu có quýnh chú vô mặt nó đâu. Thôi bây giờ mọi chuyện mình hiểu nhau rồi. Con anh nó cũng có năng khiếu từ nhỏ. Ừ, con tôi quýnh vô đít nó mà nó về nó lấy phấn nó chét lên. Chơi là phải chơi cho tới. Công nhận hổ phụ sinh hổ tử ha. Thôi giờ mọi chuyện xong rồi anh xin phép anh tới giờ em đi thu tiền góp rồi. Nhắc cái vụ tiền góp của em. Qua đây. Qua đây. Bây giờ nghĩ thì sao? Cái gia đình của mày là cái gia đình là cho dai ăn lời cắt cổ. Thì một cách rồi. Quá đáng. Ủa sao vậy anh? Chứ còn gì nữa? Chỉ người ta chỉ chậm có một ngày không đưa tiền góp thôi. Mày nghĩ làm sao? Mày qua cái quán hủ tiếu mày ăn hiếp người ta. Cái này chú bày ra chú. Mày anh... nói người ta không được rồi mày đánh đập người ta. Nói vậy của ba con cái của con là chú đụng vô là chú bậy rồi à. Anh ơi, chuyện đó là chuyện làm ăn của em. Đúng rồi. Anh hiểu giùm em nha. Tại vì nếu như em không làm người ta thì người ta quỵt em. Đúng rồi. Thông cảm cho em chứ trời. Cái nào đúng là anh cũng là từng là giang hồ anh biết rồi. Chơi là phải chơi cho tới. Không hỏi anh chứ bây giờ mượn em 200 ngàn. Đâu có nhiều đâu đúng không? Bà không trả. Bà không trả. Em qua em đòi em quế với cái câu: ê, tao không trả làm gì tao. Mà quế chứ là câu gì nữa không? À. Mày biết tao là ai không? Bà trời chưa kịp ơi. Nói bà là ai là con nhỏ con gái em vớp bà liền. Trời ơi, nhảy vô liền. Đâu vậy bà nói vậy? Tao quế nhất là ví dụ mày muốn xiết cái gì trong gia đình của bà mày cũng xiết đi. Tao cho mày xiết hết. Dạ. Mà quế nhất là ví dụ mày xiết cái cây gậy của bà. Bà già rồi, 90 mấy tuổi rồi. Em xin lỗi anh, em đâu biết là bà 90 mấy tuổi. Bà dưỡng tóc đen. Em đâu có biết, em tưởng là bà cầm gậy ra bà quýnh em. Em mới lấy tay, em dùng thế giỏ của em quạt cái cây một cái. Bà sụp, bà té. Đó, tự nhiên người ta quạt rồi bà đổ thừa em tưởng là bà ăn giả. Chúc mừng chú. Ủa, chúc mừng gì con? Chú đã đánh bà ngoại con. Khoan, qua đây con. Nó nói gì vậy? Con nói lại cho chú nghe. Nhỏ này mà. Nó nói chuyện nó có rõ rõ rẽ chắc mày đánh tao đánh tại tao. Anh nó nói gì vậy anh? Nói gì vậy chú? Mày đánh bà ngoại nó. Dạ. Mày có liên quan gì vậy chú không? Trời ơi, mày không liên quan đâu mày. Mày
Cái gì vậy mà đi, chậm dữ vậy con? Con trai gì đâu mà yếu xèo rồi thằng ơi. Có thiệt ba nha, ba có rước con không? Trời ơi, nói chuyện kỳ mày. Không rước mày, tao đứng trước cổng trường tao đợi mày ra làm gì? Ba khốn quá, ba chạy xe đạp, ba bắt con chạy bộ. Đó lại, mày, ở đây, nhìn lại coi, cái xe có cái yên nào không? Sao mà chở mày? Ba tưởng rước con. Không rước mày gì? Tao đi chăn mày với tao rước mày hồi nào? Tao chăn con, ba giống mày chăn dịch kìa. Chứ làm sao? Dạo này tao nghe nói bắt cóc dữ lắm thì tao nghe lời má mày, tao tới trường tao chăn mày về thôi. Làm gì mà chạy tung tăng nãy giờ? Đang chuyện gì vui hả? Ba, hôm nay có chuyện vui ba. Nói thiệt ba nghe. Đây đây coi. Hôm nay á. Vui mình kể ba nghe, tao về tao khoe. Hôm nay á, con làm được việc tốt á. Việc tốt? Ơi, vậy mà có gì đâu vui. Thì bốc quá là mày giúp đỡ bạn bè trong lớp phải không? Không phải. Vậy là giúp đỡ thầy cô trong trường phải không? Không phải luôn. Vậy thì mà dắt tay mà đưa người già qua đường đúng không? Sai luôn. Vậy thì nói đại đi mày, tao mệt rồi nha mày. Con á, mới gửi á cho công an xã 100 triệu á. Nói nghe nè, nhỏ mà nói xạo là không có tốt nè con. Nói thiệt mà ba, 100 triệu đâu có, gửi cho công an xã tào lao. Trên đường đi học về á, con thấy bịch ni lông màu đen. Cái con chạy lại con mở, con thấy quá trời tiền luôn á. Cái con biết á là người ta đánh rơi, con mới đem cho công an. Con kêu mấy chú phải thông báo trả lại cho người bị mất đó ba. Ba thấy con làm được việc tốt không? Con đi học về thấy bịch xốp màu đen con mở ra, con thấy tiền trong đó quá trời luôn. Dạ. Không đem lên công an xã, con nhờ mấy chú công an xã gửi cho người đánh rơi. Ừ. Mà khoan cho ba hỏi một câu quan trọng nè. Cái lúc mà con cầm được cái bọc tiền đó, xung quanh nó có ai không? Con không thấy ai. Không có ai hết. Dạ. Mà con vẫn cầm tiền con đem lên công an xã. Dạ. Ôi trời. Ba bị gì ba? Mày thiệt. Trời ơi, không lẽ giờ tao bóc mày, tao cho mày ăn chứ không cho mày ăn cơm. Trời. Mày ngu quá. Mày nghĩ sao vậy? 100 triệu. Mày 100 ngàn mày cầm mày đem lên công an xã được. 100 triệu mà phải đem về mày nộp cho ba. Nhặt được của ghê á, không trả lại cho người khác á là không có tốt đâu. Trời ơi, mày nhặt được của rơi mày không đem về đưa ba, mày mới là người không tốt, mày hiểu không? 100 triệu. Ba mà xài tiền của người khác á là ba cũng không có tốt đâu. Trời, bây giờ mày dạy đạo đức cho tao luôn hả? Tao đẻ mày ra cho mày ăn học thì mày dạy đạo đức cho tao luôn hả? Mày muốn dạy không? Bây giờ tao dạy mày nè, từ nay về sau mày nhặt được của rơi là mày phải biết cái gì đứa ba đó biết chưa? Sao mày đánh con? Bố đứng mày cho mày chừa cái tật. Mày trả treo với ba. Ba dạy mày mà mày trả treo với ba cái gì? Mày cãi đúng mà. Trời ơi, cãi đúng hả? Mày cãi đúng hả mày? Hả mày? Sao kỳ vậy? Sao kỳ? Quýnh cho mày chừa cái tật. Để mày, để cho mày, mày sáng ra chứ bây giờ mày còn ngu hóa. Mày dở quá mà. Đứng lại coi. Mày đâu vậy? Hôm qua vậy bé ba thăm. Ê! Trời đất ơi, cha con mà nó qua cầu nó rút dán. Mày qua nhà ông ba thăng đi, mày coi mày chạy thoát tao không cái mày thằng quỷ. Đúng là ba thăng rồi, ba thăng. À. Ba Thăng á. Yeah. Đứng lại nè ba Thăng. Yeah. Đứng lại đi. Đứng lại giờ không mà. Không có chạy nha ba Thăng. Đứng lại. Trời, tôi đứng lại giờ tôi đâu có chạy đâu. Bà không chạy đâu, không chạy. Dạ dạ, giật quá. Dạ dạ. Ông đứng lại nha. À. Ông đứng đi coi. À, ai vậy? Tôi nè. À. Tôi xỉn nè. Gì ông nội? Trời ơi. Mặt ông làm gì thấy ghê vậy? Chạy tôi. Ai giật quá. À. Đứng lại. Bây giờ tôi hỏi ông câu nào ông trả lời câu đó. Cái gì ghê vậy? Mặt tôi là nghiêm trọng rồi nha. Biết rồi. Một câu một trả lời liền. Nói đi. Con tôi đâu? Gì? Con tôi đâu? Bởi vậy ở xóm này nói ông vô duyên là đúng rồi. Con ông sao ông đi hỏi tôi? Tôi đâu có giữ con ông đâu. Lại nhắc. Đứng đây. Gì vậy? Nè. Nè. Nóng nè.
nóng nha. Tôi hỏi ông nha. Ông trả lời xong ông bỏ đi một cái nha. Máu chảy thành sông chỗ này luôn. Trời gì ghê vậy? Cho ông cơ hội cuối cùng. Con tôi đâu? Hỏi con khác đi, bỏ con này đi. Tào lao, tào lao, tào lao. Chắc ông này trả lời không được. Con tôi đâu? Con ông giữ ra ngõ tôi, nó trả lời. Nó nói với tôi là nó chạy qua nhà ông. Bây giờ ông giấu nó đâu? Trời ơi, sáng giờ tôi đi ngoài đường, tôi không có về nhà đâu, tôi biết nó. Nhưng tại sao nó nói với tôi là nó chạy qua nhà ông? Thì con ông chạy qua nhà tôi đâu có gặp thế đâu. Trời ơi, ở giờ vòng vòng với tôi đúng không? Ông mà giấu nó nghe, tôi thưa ông vì cái tội bắt cóc con nít. Nè, đừng có nói bậy nghe. Ăn bậy thì được, còn nói bậy không có được nghe. Nghe. Trời ơi, ông bắt cóc con tôi mà ông còn chỉ tôi hả? Không có, tôi chỉ nghe, tôi làm vậy mà. Nghe đồ ha, giờ tôi không nói nhiều nữa bây giờ. Ông không đưa con của ông, đừng có chấp tôi nghe chưa? Nghe, 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 ba ơi, ba ơi, ba có sao không ba? Má, má, con phải bà, má, má. Không anh ba ơi, anh tại sao anh cũng đâu có đẹp đâu mà bị sàm sỡ thế ra nông nổi này vậy? Anh ba ơi, trời ơi. Ba, ba. Anh khóc cái gì? Em bắt cỏ rồi. Trời ơi, tại sao lại như vậy? Mình lớn hết rồi mà. Trời, có gì mình từ từ mình nói chứ. Tại sao lại sàm sỡ? Mình đi, mình đi, mình. Tại sao lại đánh người ta ra nông nổi này? Thôi, nói cái gì phải cho người ta chen vô người ta nói chứ. Đã mình nói chậm mà còn đãi nữa thì làm sao người ta chen được. Anh ơi, thật ra là em cũng không muốn đâu. Anh biết không, tại em á là cái bẩm sinh của em như vậy rồi. Chứ em là em cũng muốn đi. Má ơi, trời ơi, mỏi cổ tôi quá. Nói mà lắc qua lắc lại hoài, lắc theo không chết luôn à. Anh ba ơi, nó giết mà còn vậy nữa. Mau chạy thành sông rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Mà bớt tìm tôi cái. Máu đâu? Máu nè. Vậy xong hả? Xong rồi. Gì? Mau. Tại sao hai người lại đánh nhau? Tôi không muốn thấy cảnh này. Cái gì vậy? Tôi đánh ông hồi nào? Mới thấy rõ ràng hai người đánh nhau. Cái chuyện ông có máu là do ông ăn ở sao đó, cái mặt ông có máu. Trời ơi, đêm hôm tôi nói là gió lớn quá, tôi đánh đóng cái cửa sổ là cái cửa sổ đập vô mặt tôi. Nó bầm vậy chứ máu gì. Ủa vậy là bị cửa sổ đập vào mặt hả? Tự nhiên chạy mất con ở đâu chứ lại cái đổ thừa tôi à. Ê, bây giờ vô nhà tôi đi. Vô nhà tôi kiếm. Nếu không có thừa ngược lòng á. Thừa ngược tôi cái gì? Ông bắt cóc con nít. Anh ơi, khoan hai anh ơi. Em á là em bị cái tật là em nói rất là chậm. Mà hai anh nói nhanh quá. Cho nên là em không có chen vô kịp. Bây giờ hai anh ngưng chút xíu cho em chen vô cái. Hả? Bắt cóc con nít. Trời ơi. Bố người ta. Bắt cóc con nít. Bố người ta. Bắt cóc con nít. Bố người ta. Cái chuyện bắt cóc con nít tôi nói là cái tôi trước rồi, sao móc lại vậy? Ổng bắt cóc con tôi, rồi qua bà nói với ổng trả con lại cho tôi đi. À dạ, em hiểu rồi. Hả? Mau! Ê, cái chuyện mau lâu lắm rồi bà ơi. Chết rồi, em nói lại từ đầu ha. Bà đi qua đây đứng, đi qua đây đứng luôn. Bây giờ sao? Con tôi đâu? Bây giờ con ông đi kiếm đi. Ông mà để mất con ông ráng chịu ra, nó không có lợi nhà tôi nói trước nha. Bây giờ con tôi bây giờ nó không qua nhà ông, giờ nó đi đâu bây giờ trời? Biết đâu có lợi như là mấy cái nhà hàng xóm là bà bãi rồi đó, lợi nhà tao kiếm đi. À, ông làm muốn ông đạp xe ông chở tôi đi kiếm giùm coi. Tại sao ông đi? Đi hết nổi rồi, dán cái xe quên cái cầu đi hết nổi rồi. Trời ơi trời, mệt ông quá luôn á. Lên tôi chở cho tôi đi kiếm nhỏ. Trời ơi con nít vậy. Rồi chưa? Rồi đi. Con ơi là con. Ê! Trời ơi, lấy xe tôi đi luôn mà kìa chạy. Đúng rồi, con nít thì không thể nào mà nó đi lâu như vậy được. Trời. Ủa sao chị người ta. Ủa anh ơi sao đi hết trơn hết trời vậy? Thôi đừng có khóc nữa.
Mày khóc cái tao sốt cả ruột tao luôn à. Bây giờ thôi con, thôi con ấy đi rồi có gì đi rồi dì Bảy nói với ba con cho nha. Đi về đi về bển đi rồi có gì dì Bảy nói cho. Con không dám về đâu. Con mà về là ba con giết con chết á. Trời đất ơi, bây giờ không về rồi mày ở đâu giờ? Ra buổi túi ngồi được không? Con kiếm trắng chơi đi. Không chịu hả? Không chịu thì thôi giờ nói chứ ở giờ về nha. Nếu mà ba con qua đó thì con cứ việc con vô trong kia con núp ở trong đó đi. Để rồi dì Bảy ra thương lượng. Thấy không? Khi thương lượng mà được rồi đó dì Bảy kêu con ra. Con chịu không? Đừng có khóc nữa nghe không? Khóc mày khóc riết nhưng mà trù quẹo tao làm ăn không có được. Như ba con tới kìa. Đâu? Ba con tới nhà bé đừng có bỏ này nha. Chết cha. Đi vô lẹ lên. Vô lẹ lên. Ông càng ăn càng ngày càng mập quá. Ây, nặng quá trời quá đất luôn. Tôi nói ông á, ông là con người ác dơ thất đức lắm. Con ông đó không? Mà ông đánh á, nó như vậy đó, nó mới bỏ nhà nó đi, đúng không? Ông càng ngày nó càng lố lăng nó quá vậy đó. Cô đâu rồi? Cô đi đâu rồi? Lấy đi. Làm gì vậy? Cô xuống nào không cho hai vậy? Xuống nào không cho hai? Hả? Từ lúc đầu là xuống rồi đó. Sao? Ông ngồi đây rõ ràng, ông ốm tôi mà. Ông chạy mà. Cái yên đâu? Xe ông ngồi tôi, cái yên đâu tôi là ông xuống đâu lấy cái yên luôn. Lấy mà đâu tôi đó. Cái yên dính đâu mà lấy? Tàu lao. Cái yên đâu? Xe không có yên. Ủa sao ông ngồi? Tôi quên. Tôi ngồi lên rồi tôi mới sực nhớ là y xe không có yên, vừa mới nhóm lên cái bỏ chạy luôn. Ủa sao nãy giờ tôi chạy được mình tôi hả? Vậy tôi nói chuyện 40 số của mình tôi luôn hả? Trời ơi. Sao chở thấy nặng quá hả? Nặng hả? Bây giờ tôi ngồi tôi đè xuống. Vậy leo lên tôi chở rồi đi, đừng nói gì nữa. Tới rồi leo lên gì nữa? Quên nữa. Trời ơi, giết người mà không ở tù tôi giết ông rồi đó. Ông có hâm dọa tôi hoài à? Thấy tôi yếu ớt hâm dọa hoài này trả xe đó nghe. Tàu lao. Có bằng chứng trả xe nghe. Biết ai quay? Rồi vô hỏi thăm người ta đi. Trời ơi, cái con. Vô hỏi đi. Bảy ơi. Bảy ơi. Có nhà không? Gì vậy? Bà làm gì mà ứa ừa trong đó hoài vậy? Ai ạ? Dạ em. Ủa mày nào? Ba. Trời đất ơi. Ba nè Bảy. Thằng ba hả? Dạ. Mày ngồi sao nay mặt mày đẹp dữ vậy? Dạ. Mới sửa sắc đẹp hả? Không có. Mày hôm gió lớn qua vô ý bị cánh cửa đập vô. Tao nghi ngờ quá. Nghi gì? Chắc đi qua nhà người ta có vợ chồng ta đó vô nó mới quánh cho bể mặt nè. Bậy không có đâu. Đứng nói chuyện đi, đứng lên nói chuyện, chị quỳ gì á? Đó đó. Mày không có cao hơn tao bao nhiêu đâu mà mày nói. Dạ hả mày? Hả mày? Hai người giao lưu xong chưa? Dạ rồi. Rồi qua đây đứng. Cái chuyện quan trọng không hỏi vô tàu lao không? Rồi. Chị Bảy. Hả? Tôi hỏi chị một câu nè. Con tôi đâu? Gì? Mày mới vô chứ. Quýnh vô mặt nó tao, quýnh rượu, quýnh giùm tao, quýnh giùm tao. Dạ quýnh không? Ngu nè. Ngu hỏi ngu nè. Làm gì chửi tôi? Trời ông hỏi người ta thì ông hỏi có con nhỏ qua đây chơi không, tự nhiên hỏi con số đâu ai trả lời cho ông. Quên tôi tưởng đâu ông còn tính ăn hiếp. Hiếp tôi luôn. Chị Bảy. Gì? Tôi hỏi chuyện cầu con tôi đâu? Tao không biết. Ngu mày ngu chứ ai ngu. Mày là tào lao xảo. Nó hỏi rồi, bà không trả lời, bà nói không biết. Mày thấy nó hỏi, thì tao không biết, tao nói tao không biết chứ sao? Biết mà. Biết đâu? Giờ các bạn có biết rồi. Hả? Mày sợ không à? Tao hỏi thiệt mà, con tôi đâu chị Bảy? Tôi hỏi là hết sức lịch sự mà. Tao biết, mày vừa bước tới cửa là tao biết mày muốn cái gì rồi. Trời ơi, sao mà hay dữ vậy? Hay, mười lớn mà. Cái đó là mày nói trúng rồi đó. Để tao nói mày nghe. Nhưng mà tao thấy cái thái độ của mày là tao không thích. Không được. Mình không có làm như vậy. Thái độ gì đâu được. Mày làm gì mà mày qua mày làm như mày muốn ăn thịt con mày vậy đó. Là sao? Là sao đâu mày trả lời cho tao nghe được là tao kêu nó ra. Bây giờ mày trả lời đi. Chắc hồi nữa tao đưa mày lôi vô bệnh viện quá. Xe đạp bắt đi bộ 4 cây số tao quê mày nãy giờ đó mày. Nó tên ba Sạo mà. Sao Sạo á? Sao Sạo mày. Quay kia đi. Đó. Mày phải nói chuyện với tao cho đàng hoàng. Rồi bây giờ vậy nè, bây giờ kêu con tôi ra đi rồi tôi nói chuyện đàng hoàng với con tôi. Mày
Bây giờ là không ăn thịt nó. Mày ăn không, thịt nó sao được? Tôi hứa tôi không quýnh nó. Mày không quýnh phải không? Rồi. Chắc phải không? Chắc. Viết cho tao tờ giấy rồi chắc ăn. Bà má tôi hả? Tự nhiên bắt tôi ký viết giấy làm lum lại vậy? Viết giấy là mày cam kết là mày không đánh nó. Đúng mày rồi. Có đánh nó tao mới đem tờ giấy nó ra tao làm việc với mày. Đó. Chứ còn bây giờ mày nói cái miệng không ngay cái mày trở rồi tao làm sao tao đỡ được? Làm sao đỡ được? Ủa con tôi mà. Ủa bà đâu phải công an đâu. Xạo. Mày xạo một lát mày tin cái mỏ mày dài ra nữa không? Mày tin không? Tin đó, tin được rồi. Đẩy cái mỏ vô mày. Đứng im miệng nghe. Tào lao không mà. Ủa sao chưa nói ra đi rồi. Được rồi, từ từ. Từ từ phải không? Rồi. Con ơi. Dạ. Ra đây. Ra đây. Không có sao. Có gì bãi không có sao hết á. Đứng đây đi. Đứng ra. Bảy bây giờ tôi kêu là trời ơi mày nói tao là má nó tao chết liền rồi mày ơi. Gì vậy? Tội nghiệp tao, tao già cả rồi, để cho tao tu hành tới nơi tới chốn đi con. Đâu, bà là má nó không có phiên bà chết tao. Hai anh em tôi chết trước nè. Tao hỏi mày cho mày nói, mày vừa nói tức thì đó nè, mày vừa hứa với tao tức thì cái mày vô mày làm hùng làm hổ rồi muốn ăn thịt nó vậy đó. Mày ăn được không nè, mày ra cho nó ăn đi, ra đi, ra cho nó ăn. Mày có tin là cái này vô mặt mày là cái mặt mày còn tệ hơn này nữa nè. Ủa tụi hoài vậy? Tin không? Nước liền. Tôi tức quá mà. Ê nước nhà người ta sao mà uống hoài mày? Uống ai mời mày? Nãy tôi không biết là tôi có mà. Để vô. Mặt mày không muốn cho uống nước còn không muốn cho uống nữa. Uống có được đâu. Cái môi nó chè quá, nó đổ dính cái môi rớt dưới đó hết trơn à. Ướt nhẹp cái quần đó kìa. Cái miệng tôi bị lủng vậy trời. Bây giờ tao nói mày nghe nè. Mày đó làm cái chuyện trật mà mày không có nhận cái trật của mày. Trật cái chỗ nào? Chỗ nào tự mày lung tăng mày biết đi, tao biết hết trơn hết trời rồi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, thì ra ha. Thì ra mà giặt áo cho người xem lưng ha. Ha. Sao giặt áo cho người xem lưng là sao đâu mà chắc nghĩa. Cái chuyện nó qua đây nó kể cho bà nghe hết đúng không? Đúng đó. Rồi. Thấy không? Mày vậy sao như vậy nó làm sai hay đúng? Nó làm gì là nó làm sai. Làm tại sao sai, sai chỗ nào mày nói tao nghe. Tao đập vô trong mặt mày đó. Ra đây, cái gì mày? Tao đang nói chuyện với con tao thì mày chọt chọt như hoài vậy. Được, tao nói chuyện điện thoại mà. Đi, bà mày đứng. Lát cái chuyện mày sai. Không yên cái đó nữa. Ê mày tử tế cho ở đây không cho tế đuổi đâu kia hả mày? Nghe cho mày. Ủa cái gì đâu chứ nhắc cho tôi. Cái tao đây chuyện, chuyện này là chuyện quan trọng chứ không phải chuyện dở. Bây giờ vậy, qua vô đây ngồi. Mày vô đây mày ngồi, tao kể mày nghe chuyện này con mày tức không? Đâu, chuyện gì nói ngay. Trời ơi, tôi tức dễ sợ tức. Chị con... gì vậy? Kể ra coi. Mày kể cho bà nghe. Kể tao nghe mày. Cứ việc kể, con bình tĩnh kể, đừng có sợ gì hết trơn á. Có gì bãi bảo kê con rồi không sợ thằng nào hết á. Ủa, quên không sợ ai hết á. Chị gia đình sao kể coi. Sao cái chuyện không mày. Sao gia đình gì? Dạ hồi sáng đi học về con lượm được bóp tiền 100 triệu. Nó lượm được 100 triệu xong rồi nó đem nó đưa cho công an. Tức không mày, tức không ngu quá luôn. 100 triệu bao nhiêu cái lẩu vậy? Tao với ba mày nhậu cỡ nào nhậu cả đời chưa hết 100 triệu nữa. Trời nghĩ sao mày làm cái chuyện đó. Ê tao thấy hai đứa tụi bay nói chuyện sao tao mắc cỡ quá. Mắc cỡ vụ gì? Không biết tụi bay chắc mặt trai mày đá quá chứ tao nghe tao mắc cỡ quá. Mày đó phải nên học cái gương của nó đây nè. Nó nhỏ mà nó biết là không có lòng tham là mày thấy tốt rồi. Mày thấy chưa? Mày không có dạy con mày mà con mày nó được như vậy là mày phải cảm ơn cô giáo. Đúng rồi. Thầy giáo dạy nó. Thấy chưa? Bây giờ mày thử tưởng tượng coi nếu mày bây giờ mày mất. Ở nhà mày có 10 triệu thôi. Mà mày mất 10 triệu rồi mày sẽ đau khổ tới cái bậc nào mày biết không? Đau. Làm biết bao nhiêu năm mới có được dư được 10 triệu bạc. Bởi vậy. Bây giờ mày coi nó lượm 100 triệu mà nó không có nghĩ tới cái chuyện tham lam. Nó đem nó giao công an được, công an sẽ tiền ra là ai có mất tiền ta lợi ta nhận. Đó. Có phải là cái việc tốt không? Tốt. Tốt ông nào quý mày. Sao cái kèo nào cũng có mày hết vậy? Hả? Hả? Ghi qua đây cũng là mày kêu. Đã vô đây mày hù hù theo không à? Nè, tôi nói cho chị Bảy nghe nha. Trời ơi, em mới làm gì bây giờ trên đời này còn người tốt nữa. Lụm tiền mà trả lại là chuyện xưa rồi. Thôi mày. Thôi bây giờ không có nói nhiều nữa. Gì? Bây giờ con tôi dạy, đi về. Về mày. Mày không được quyền quánh nó. Mày hứa với tao rồi. Bây giờ tôi không quánh nó luôn. Mày đi về, mày đi về tao. Đi. Đi đi. Mày đi đi.
Ê ba. Vậy vậy. Kêu ai? Kêu ai? Qua đây. Qua đây biểu. Qua đây. Tao có làm gì đâu. Tao có nói gì đâu. Tao còn nói, tao không nói gì đâu mày. Hai đứa nó đánh lộn á. Không có chơi mất dạy nghe mày. Mất dạy gì? Xe tao đâu? Mày mới mất dạy á. Mày dám nói tao một tiếng nữa mày không? Tao nói mày mất dạy đó mà quýnh tao coi. Mày quýnh tao coi. Vô duyên. Xe mày mày hỏi tao sao tao biết được. Hồi nãy mày chạy xe tao. Tao giao mày rồi như vậy. Mày giao cho tao. Ừ. Tao dựng ở đây. Rồi đó. Bây giờ mất tiêu. Kệ mày. Xe tao đâu? Xe mất hả? Xe tao đâu? Ai biết. Tao nói mày dựng mày hỏi tao gì. Mày để mày dựng đâu hỏi tao gì. Đó. Thấy không, vai trả liền liền mày thấy chưa. Tiền của người ta mất á. Mày muốn mày biểu ra đem này cho mày. À. Bây giờ mày đau khổ cái chiếc xe đạp mày đó mày coi đi. Thấy chưa? Mày thấy chưa? Mất chiếc xe đạp à? Mày đưa ba 100 triệu đi. Mày đưa ba 100 triệu qua mua được một đống xe đạp rồi. Đâu có 100 triệu là mày chết rồi. Ủa chuyện gì mà khóc vậy? Nè, đang buồn trong người đừng có nói cái đó hồi quà cho quýnh lộn đó. Mất xe đạp rồi. Dì Bảy, Dì mất xe đạp hả dì Bảy? Đâu có, mấy cái thằng Tham nó bị mất. Dì Bảy đâu có mất đâu. Trời ơi, bởi vì em nói anh rồi. Mình đừng có tham lam. Mình nhận được của rơi là mình phải trả lại cho cái người bị đánh mất. Như vậy đó, sau này lỡ mà mình có bị mất đó thì người ta mới thương mình. Người ta sẽ đi lấy cái của mình mất đó. Mệt quá. Mệt quá. Mày nói một hồi nữa là tao tắt thở tại đây nè. Tao theo mày riết tao bệnh. Chính nói mày nha. Chồng anh nói mày nha. Tao hết thơ rồi. Mấy anh mấy chị, em mất của rồi mấy anh mấy chị. Mấy anh mấy chị đến đây đóng tuồng cho em thôi hả? Không phải đâu. Em á là em muốn làm như vậy để cho anh biết là mình mất của là mình đau. Trời ơi trời ơi, cái nhỏ này ghê á. Đã mất tiền mất bạc rồi là cứ dẹo dẹo hoài à. Bây giờ sao, bây giờ giúp tôi coi kiếm xe đạp cho tôi coi. Cái xe đạp của anh á. Ừ. Em biết. Trời ơi, lẹ đi bà nội. Em giàu trả cho người ta đi. Mày khùng đó mày. Em giàu để cho anh biết được là khi mình mất đồ đó, mình đau khổ đến cỡ nào. Cho nên mình bị mất đồ, mình nhặt được của rơi, mình phải trả lại cho người ta. Trời ơi. Thôi được rồi, dạy một bài học thôi. Bây giờ em đi lấy xe em trả lại cho anh. Trời đất ơi, cái con này mà nó nói một hồi nữa là kể như cái miệng tôi nó méo qua một bên luôn. Cái thằng nào ngu lắm lấy như cái này. Tao nghi mày quá à. Nghi. Tao hơi bị nghi ngờ. Đi về con, tôi ba biết rồi. Thì được rồi, tao tao đi. Nhặt được cú rơi phải trả lại cho người bị mất. Tao nhận xe đi. Anh ơi, em trả xe cho anh rồi đó. Dễ thương quá, cho được, nhỏ này được. Ủa? Xe em đâu? Mất rồi. Sau khi xem tiểu phẩm thì Khánh thấy rằng là một nụ cười hơn ngàn lời nói, anh Đình Toàn hả? Ủa? Sao anh không nói cũng không cười luôn vậy anh? Người ta kêu là bị đơ. Sao đơ? Anh biết, thiệt ra em cho anh coi tiểu phẩm này giống như để chọc quê anh cái gì. Chọc quê gì đâu. Em cho anh coi tiểu phẩm với tựa đề là không được tham của rơi. Vậy mà anh đòi chia tiền với em khi mà em lượm được cái bóp. Thì bây giờ nè, cái bóp nè, em với anh cùng chia được chưa? Thôi đi. Coi tiểu phẩm xong mà vẫn đòi chia tiền thì thấy ngại đó. Ngại gì, thôi chia nha. Chia thiệt hả? Chia cho bớt ngại chịu không? Thiệt hả? Thiệt. À thôi chia cho bớt ngại đi. Không. Xem xong tiểu phẩm mà vẫn chia ha. Không kệ, người ta kêu lòng tham không đáy mà. Rồi đây nè, thôi chia nè. Bớt chia đi. Muốn lấy nhiều cũng được hết á. Công nhận. Em nhặt được cái bớt đẹp kia ha. Bớt quen quen á. Chứng minh nhân dân nè, Vũ Đình Toàn. Ê trời. Ủa. Cái gì? Cái bớt của anh hả? Chứ còn gì nữa. Trời đất ơi. Ủa anh làm rớt ở nào vậy? Anh làm rớt lúc mà anh giữ xe đó. Trời đất ơi, chị đó. Người giữ xe lượm được, người ta đưa cho em để người ta nhờ em trả lại cho anh đó. Trời ơi, may mắn ghê không? May là em lượm được nha. Chứ người khác. Người khác lượm được, người ta vẫn trả cho anh nè. Chứ phải như anh đâu mà đòi tha của người ta.
phải không? Chứ gì nữa. Trời đất ơi. Đó, anh thấy chưa? Cái cảm giác mà khi mà mình bị mất của mà mình tìm lại được thì không có một cái ngôn từ nào, không có một cái hạnh phúc nào có thể chia sẻ được, đúng không anh? Rồi, công nhận nha, nhặt được của rơi anh thấy rất là mừng, đặc biệt tại quan trọng là giấy tờ đồ nữa. Và thật ra anh Toàn nãy giờ đòi chia chia vậy cũng giỡn thôi, bởi vì chúng ta biết tiền bạc thật sự quan trọng thưa quý vị, nhưng trong cuộc sống chúng ta phải kiềm chế sự ham muốn của mình, bởi vì có rất nhiều điều ý nghĩa hơn đồng tiền. Đúng rồi, anh nhớ nha, tiền không phải là quan trọng nhất, bởi vì còn có vàng và kim cương nữa. Nói chơi vậy thôi, chứ thật ra thì chúng ta đừng bao giờ tham của rơi, đúng không quý vị? Và bây giờ á, nãy Khánh nghe anh nói đến cái chuyện mà những cái áp lực trong cuộc sống, từ cái chuyện tiền bạc, tình cảm, rồi chăm sóc nhà cửa con cái. Đúng thì rồi. Làm sao chúng ta giữ được hạnh phúc gia đình anh hả? Thật ra đôi khi á, có rất nhiều áp lực trong cuộc sống về việc làm, về gia đình, về công việc, vân vân, tiền bạc, thì khiến chúng ta trở nên cáu gắt và dễ dàng làm tổn thương đến những người thân yêu xung quanh của mình mà đôi khi chúng ta không biết được điều đó. Dạ đúng rồi. Và có cái câu chuyện nào anh có thể chia sẻ với Khánh cũng như là khán giả của chương trình không? Không phải là một câu chuyện nhưng mà là một bài hát. Ồ, bài hát hả? Anh muốn gửi đến Khánh và gửi đến quý vị, kể về một đôi vợ chồng trẻ, họ đến với nhau và trong những giai đoạn đầu khó khăn của cuộc sống thì người vợ đã bỏ đi và đi theo tiếng gọi của đồng tiền. Dạ, nhưng mà cuối cùng thì người chồng có giữ được người vợ của mình không anh? Ê, anh phát hiện gì nè, thường á, phụ nữ thường thích đọc một cuốn sách mà thích đọc từ dưới lên trên để coi cái kết quả nó như thế nào trước. Biết liền vậy đó chứ, đọc thời gian đầu cũng làm biến lắm. Thôi, mình phải theo dõi từ từ chứ. Thế thì quý vị muốn biết câu chuyện như thế nào, chúng tôi mời quý vị cùng đến với nhạc phẩm Hãy Trân Trọng Người Thương, một sáng tác của nhạc sĩ Duy Anh. Bài hát được thể hiện qua giọng ca ngọt ngào của nam ca sĩ Ngô Kiến Huy, qua phần minh họa của Mỹ Hạnh, Trần Hùng và bé Kim Thư. Em đi đâu vậy? Như tôi đã nói, tôi phải rời xa căn nhà này. Thôi em đừng giỡn nữa. Anh đã sắp xếp gia đình mình tuần sau đi du lịch, rồi tháng tới du lịch nữa. Anh đừng có nói nữa. Anh đã hứa biết bao nhiêu lần rồi, có lần nào thực hiện được chưa? Nhưng mà em phải thông cảm giùm anh. Tại vì anh đang thất nghiệp. Anh hứa là anh sẽ cố gắng tìm việc làm, anh lo cho em, lo gia đình. Tôi đã thông cảm anh rất nhiều lần rồi. Khi anh lấy tôi á, anh đã hứa biết bao nhiêu lần rồi, có khi nào anh thực hiện được không? Tôi không hợp với cái cuộc sống này đâu. Nhưng mà em, anh... Tôi quyết định rồi, con anh nuôi. Khi nào tôi có tiền á, tôi sẽ dẫn nó đi. Vậy đi. Em, mẹ, em đi đâu vậy? Mẹ đi làm. Mẹ đi làm xa lắm. Mẹ không có nói dối đâu, con phải ngoan. Mẹ đi rồi thì ai lo cho ăn cho con, ai chữa chuyện cho con nghe, ai đưa con đi học. Thì ba con không, ba... không chịu đâu. Con muốn bên ba, con muốn bên mẹ. Con ơi, con phải ngoan. Ba của con á sẽ thay mẹ làm tất cả những chuyện đó. Con hiểu không? Con ngoan đi. Thôi con không chịu đâu. Con à, con để mẹ đi đi, rồi mẹ sẽ về mà. Nghe lời ba. Mẹ, ba ơi, mẹ bỏ con rồi ba ơi. Không có đâu, mẹ đi chơi rồi mẹ về mà. Ba hứa, ba sẽ đưa mẹ về nha. Đi. Bây giờ ngoan nha, ngủ đi. Rồi ba sẽ tìm mẹ đưa về cho con nha. Từng là tất cả, từng là một phần của nhau. Thế sao giờ đây chẳng thể giữ bước chân em quay về. Người thì cố chấp, người thì ngộ nhận cứ yêu. Biết trong lòng em bây giờ đã khác,
Hạnh phúc quá ngắn đã khiến cho anh chưa kịp nhận ra, người đã cất bước đi đến nơi kia chỉ vì người ta. Tạo cho em niềm tin nhiều hơn anh từng yêu người lúc trước. Người làm sao hiểu một người tổn thương, đau lòng khi anh mất vô tình của một người mà ta đã quá thật lòng, đã yêu không hề toan tính. Giờ làm sao để cho người hiểu ra, bây giờ ta đã quá xa lạ. Biết người hạnh phúc giờ có được gì, có trái tim yêu thôi thì có được gì. Chẳng thể giữ bước chân em quay lại. Người thì cố chấp, người thì ngộ nhận cứ yêu. Biết trong lòng em bây giờ đã khác. Hạnh phúc quá ngắn đã khiến cho anh chưa kịp nhận ra, người đã cất bước đi đến nơi kia chỉ vì người ta. Tạo cho em niềm tin nhiều hơn anh từng yêu người lúc trước. Người làm sao hiểu một người tổn thương, đau lòng khi anh mất vô tình của một người mà ta đã quá thật lòng, đã yêu không hề toan tính. Giờ làm sao để cho người hiểu ra, bây giờ ta đã quá xa lạ. Biết người hạnh phúc giờ có được gì, có trái tim yêu thôi thì có được gì. Người làm sao hiểu một người tốt thương, đau lòng khi anh mất vô tình của một người mà ta đã quá thật lòng, đã yêu không hề toan tính. Giờ làm sao để cho người hiểu ra, bây giờ ta đã quá xa lạ. Biết người hạnh phúc giờ có được gì, có trái tim yêu thôi thì có được gì. Biết người hạnh phúc giờ có được gì, có trái tim yêu thôi thì có được gì. Ờ, Lê Khánh thấy đó, những cám dỗ của đồng tiền đã khiến cho người vợ sa ngã. Dạ đúng rồi, cuộc sống của chúng ta có rất nhiều thử thách. Chính vì vậy chúng ta hãy cùng nhau vượt qua thử thách anh ha. Nhưng quan trọng là cuối cùng người chồng đã tha thứ và chấp nhận người vợ trở về để gia đình được hạnh phúc. Và hãy trân trọng những người yêu thương xung quanh ta. Đó chính là thông điệp mà bài hát gửi đến tất cả quý vị. Anh Đình Toàn ơi, qua bài hát này thì Khánh nhớ đến một câu chuyện rất là hay. Khánh muốn kể cho anh cũng như là khán giả của chương trình nghe đó. Chính xác, nếu là câu chuyện hay thì phải chia sẻ với mọi người. Đúng rồi, chắc chắn phải chia sẻ thôi. Vâng, đó là một vở hài kịch rất dí dỏm và vui tươi. Vở mang tên Đoạt Long Cướp Phụng của tác giả Võ Lê Văn Tùng, với phần thể hiện của các danh hài chắc chắn sẽ mang đến cho chúng ta những tràng cười sảng khoái. Con ơi, con về đây với mẹ con ơi. Con ơi, con ở đâu? Con về đây với mẹ. Mẹ đi tìm con khắp chân trời gốc biển mà không thấy con.
Con ơi, ngày nào mẹ con mình cùng chung với nhau mà bây giờ con bỏ mẹ con đi à con ơi. Trời ơi, cái miếng giấy này dán khắp cùng sớm, khắp cùng làng. Mà sao không có ai, không có ai biết tin tức, không có ai đòi tiền, không có ai đòi tiền gì hết trơn, trời làm sao? Trời ơi. Có tiếng khóc, tiếng khóc ở đâu? Hả? Trời ơi, con của tôi. Từ từ, bình tĩnh, từ bình tĩnh. Người ta nỡ đào cắt đứt tình mẫu tử mẹ con tôi. Mộ tơ thâm tình rồi đây phải gì nát. Trời ơi, hơi hát gì chắc ghê quá, hát hoài à. Mà như tôi nhớ hồi xưa hơi hay lắm mà sao hồi nay cái hơi hát gì kỳ vậy? Nhớ con. Nhớ con. Trời ơi, có gì đâu mà nhớ. Nhớ hả? Nó đi qua nhà bạn trai chút rồi nó về chứ có gì đâu mà. Đúng rồi. Có phải không nhắn chưa? Tôi qua nhà bạn trai nó rồi. Rồi sao? Tôi hỏi bạn trai nó thì bạn trai nó tôi không có thích chơi với con gái. Như vậy? Tôi thích chơi con trai thành ra con tôi nó giận nó bỏ nó đi. Chết cha, con mà gặp bê đê hả? Không biết. Rồi nó coi bà dán cái gì đó. Đưa coi. Hả? Mèo. Con ơi. Mèo. Con về với mẹ hả con? Không. Cháu cái nỗi đau khổ của người ta hả? Tự nhiên là vô duyên quá à. Ông ở không, ông rảnh đúng quá vậy. Vô duyên mà. Tự nhiên người ta đang mất con, chọc người ta meo 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 quá vậy. Ông này ông vô duyên lắm. Tôi rảnh đâu vô duyên. Tôi là chủ của một cơ sở đàng đàng ăn uống đàng hoàng chứ bộ. Thấy bà mất con tội nghiệp bà định qua đây là chém gió chứ chứ cho vui thôi. Ủa mà muốn ai muốn chém gió như tôi chém được sao? Người ta nói á, chém gió là một nghệ thuật, mà người chém gió là một nghệ nhân. Chém gió phải biết lúc nào cần, đừng vì hăng chém mà răng không còn. Trời ơi. Chém gió có bữa bị ham chém gió, bữa chém bị chém có bữa bị rồi trúng gió. Bữa bị rồi người ta đánh máu miệng trào ra. Phi à em, dạ. Phi em, dạ. Em đau khổ quá, em mất khôn rồi. Tại sao em đăng một cái thông báo như thế này? Nè, tôi đọc cái thông báo của em nha. Dạ. Con đang ở đâu? Hãy quay về với mẹ. Đúng. Mẹ nhớ con lắm. Đúng. Nếu ai thấy Phụng ở đâu thì xin thông báo về bà Phi. Ngược lại, nếu ai thấy bà Phi ở đâu, con báo cho Phụng. Tạo hậu tạ. Mà con nhận nha. Mẹ thì tên Phi, con thì tên Phụng. Phi Phụng tên dễ thương quá. Ê mà chưa ấn tượng nha. Sao? Mẹ tên Phi, đặt con tên ngựa, Phi ngựa mới ấn tượng. Vô duyên quá. Cái này là vô duyên vậy tôi quánh ngay trong miệng ông bây giờ. Chứ mày đặt Phi Phụng, Phi Phụng ta đưa bà Phi Phụng hại lỡ bà đó. Ai? Không phải hả? Nói chuyện gì? Tại vì tôi là Phi, con tôi là Phụng. Ừ. Như hai tâm hồn chết cha hát gặp kèo nhau mà con tôi nó đi xa rồi. Thôi tôi lại bà. Trời ơi, sao nó giờ bà cứ ca hoài vậy trời? Đi xa mà nó kìa mèo 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 mặt như mèo xấu xấu lắm không được mẹ yêu khăn mặt đâu mà ngồi đi tìm con mèo mà người tưởng ta... đâu tìm con người không người ta. Người ta chế giễu trong cái sự cái tình cảm của mẹ con tôi. Người ta coi thường mẹ con tôi. Con ơi, con về đây để người ta đừng chế giễu mẹ nữa con. Chế giễu gì? Bề gì? À, một con mèo tên Phụng thì được. Tự nhiên Phụng Phụng tao tưởng con gái bà thiệt luôn. Rồi. Bởi vậy, tôi nói thấy cái thông báo đó tự nhiên tôi chạy qua đây để tôi coi con nó như thế nào. Trời đất ơi. Cô bảo ơi bà đăng cái gì đâu không á. Thì đó. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Chết cha lên lên cưng. Đền gánh nè, đền gánh người ta. Dắt ra. Ê, cái gì vậy trời? Điên. Em ơi. Điên mà bán ve chai hả? Em ơi, em đi bán ve chai hả em? Bây giờ em đừng có giao ve chai nữa. Mà bây giờ em giao dùm cái này nè. Bây giờ làm bao nhiêu tiền cũng được hết. Đây nè, em làm ơn em giao dùm đi. Mất con tôi,
ai giùm ai. Em đừng có giao, à, bán dưa chai, bán dưa chai. Mà em nói là đây nè, em giao nè. Ta, con đang ở đâu, hãy mau về đây với mẹ, nhớ con lắm. Mẹ con nó tên là Phụng. Trời nghe ơi. Em, nghe. Trời ơi. Đó. Bà mèo nó mà Phụng hoài mệt mỏi. Trời ơi. Bà Phụng nói tiếng người không được, nói tiếng mèo, mèo. Thôi mèo. Thôi, người ta chế giễu con tôi kìa. Trời ơi, sao mà già rồi mà khoái chế giễu thế. Nói nghe nè, con nói bà nghe. Tôi là làm việc nghĩa không à, dạ. Thấy bán ve chai nghèo hèn cho có tư cách lắm, dạ. Giúp người không cần tiền nha, dạ. Không cần tiền đâu, muốn cái gì nói tôi giúp cho, dạ. Nha. Tôi nói cho chị nghe nè. Cái gì đó? Yên tâm cái đi. Cái cô này nè. Sao? Bữa hổm nó ăn là cổ đi bán ve chai, cái tự nhiên cái cổ xùi bọt bếp ra, cái cổ vỗ cái vậy nè. Chắc cô cậu gì nhập vô cổ rồi, cho nên nó bây giờ đó ha, mình chị cậu nó đi. Coi cô cậu gì vô đó rồi người ta chỉ con Phụng của chị nó ở đâu. Biết không? Làm ơn cô hay cậu gì về giùm. Cô hay cậu về giùm. Ngồi trên đòn gánh. Ừ. Hay quá. Thấy không? Chỉ có cô cậu ngồi được vậy thôi chứ làm sao ngồi được. Được đó. Phù thủy còn ngồi trên cái chổi được mà. Thì người mặc khúc mài ngồi trên đòn gánh là bình thường. Khi nào gãy đòn gánh mới là người thường thôi. Làm ơn cô cậu. Làm ơn giùm cô đi mà cô. Ta là cậu. Cậu thấy chưa? Cậu chứ không phải là cô. Kêu xin cô đi. Một hồi. Ta thăng bây giờ. Dạ dạ thôi. Thăng bây giờ. Cậu, cái này mới đúng là cậu nè. Cậu ơi, xin cậu quá. Đi. Sao lạnh cậu quá. Cậu ơi, cậu làm ơn giúp cho con. Để đưa con Phụng về với con của con. Bây giờ con Phụng nó bị mất tích rồi cậu ơi. Con Phụng có phải là con mèo đúng không? Mèo. Không, con Phụng là con mèo. Ở dưới âm phủ người ta không có nói mèo, người ta nói tí sủ dần mẹo thình tị ngọi mùi thân tức dậu hơi. Con mèo. Con mèo, đúng con không? Mèo, đúng, dạ đúng. Trời ơi, hay quá. Thấy hay không? Quá. Sao sao mà khả đá bá chạc khả đá bá chạc khả đá bá. Mèo Phụng, có phải trước khi mất tích, thắt cái nơ màu vàng và đeo cái kiều màu bạc đúng không? Quá đúng, trời ơi. Đúng là con của tôi rồi, cậu ơi, làm ơn chỉ giúp tìm được con tôi đi cậu. Rất dễ. Con của con nó ở đâu? Đi hướng đông. Đi hướng đông. Gặp con sông. Con sông. Đi hướng tây. Gặp cái cây. Đi hướng nam. Gặp cái am. Đi hướng bắc. Gặp cây tắc. Đào xuống đất hai tấc. Trong mây đen mưa giông âm u, người ta kéo về âm âm mang theo con mèo. Cậu ơi cậu. Hả? Cậu ơi, cho tôi hỏi cái bài này nghe quen lắm. Bài gì vậy cậu? Bài quen. Người về từ lòng đất. Rồi vậy chết nhắc rồi đó. Đó đúng rồi. Nó ủa? Đã chết rồi. Ủa sao vậy nè? À, trời ơi. Sao tự nhiên? Trời ơi. Trời ơi, bán chai chai mà bị hạ tiếp nè. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Thì ra thằng già này với con quỷ cái này. Trời ơi. Trời ơi. Ác đâu. Trời ơi, tôi bán ve chai mà. Nội ve chai, bà bình tĩnh, bà nội ve chai. Tôi đi. Người hãm, tôi hãm như bà ve chai vậy bà nội. Trời ơi, ông hạp lột đồ tôi ra làm chi? Sao? Trời ơi, không được rồi. Trời ơi, hạp người. Hạp người. Trời ơi, mình vậy nói con quỷ cái là được không à? Tôi vậy mà quỷ cái à, có được không vậy à? Trời đất ơi, bực dễ thôi. Bà Dung ơi, bây giờ chị tính làm sao? Con của tôi nó đã về lòng đất rồi. Ai giết con tôi? Bà nghĩ sao vậy? Tự nhiên mấy bà là tự đi nghe mẹ. Một cái con khùng nó lên cơn rồi à. Đi nghe theo lời nó. Nó nói nam bậy đồng bạ, không sợ nó bị gạt mình hết trời. Thôi ông nín đi, lừa gạt cái gì? Người ta có lấy tiền lấy bạc cô tiền của mình ra trước đâu mà nói người ta lừa gạt à. Người ta chỉ là ông cô bà cậu người ta lên rồi người ta chỉ giúp mình đi tới đó vậy thôi. Lừa gạt lấy tiền của ông nào nó lừa gạt. Đúng bà Dung nói đúng, tôi đồng ý, tôi theo phe bà Dung á. Tại vì sao? Mình hãy thử một lần xem sao rồi sẽ biết ngay thôi mà. Mất mát tiền bạc gì đâu mà không thử. Ai giết con tôi? Mày nói tôi hả? Đừng nói dòm qua dòm lại. Tại vì tôi là thương xuất vật à. Con Phụng của tôi qua đây mới đào những cái cây cối của ông. Thành ra ông sợ hư. Ông giết con tôi. Trời, đừng có nói bậy. Ông đặt cái camera. Camera gì? Cái camera. Mà đừng có nói là tôi không biết yêu xuất vật nha.
Vô nhà tôi, bà sẽ thấy súc vật đầy ở trong. Ông làm cái gì trong đó, nuôi gì? Rẹp, mũi, gián, thật là hay. Con lỡ cái gì mà cái ghê vậy? Biết, vô nhà tôi đi, thì không yêu súc vật rồi nào. Không, bây giờ dám giết nó hết trơn. Bây giờ nó xanh sôi nảy nở, nó cắn tôi quá trời luôn. Trời ơi, bây giờ mình đi tìm đi, đừng có nói nữa. Tìm. Đúng, đi tìm, mình phải thử mới biết được chứ. Đi. Đúng rồi, đi, mình đi. Tìm để chi? Tìm để làm gì? Tìm để kiếm được con Phụng con tôi. Bà nói nó, cái bà kia nói nó bị chết rồi. Thì chết phải thấy xác chứ bộ. Chết người thì vẫn còn con người. Mà chết thì phải thấy xác. Đúng. Cái quan trọng bà muốn tìm coi thủ phạm giết con mèo bà là ai chứ gì. Đúng rồi. Nè, chị thấy tôi nói hay không? Tôi nói cậu Cẩn hả? Cậu Linh dễ sợ luôn. Chỉ một phát là mình đi tới ngay chốc luôn, thấy không? Đúng rồi, đúng rồi. Quá giỏi còn gì nữa đâu. Bởi vậy chị phải đi tạ ơn người ta đi ngay. Chứ đừng có thấy vậy rồi quên luôn à. Đâu có quên, tôi ngồi tôi chờ cậu Cẩn nè. Tôi ngồi tôi chờ mà. Chứ đâu phải tôi không chờ đâu. Nhưng mà tôi nói thiệt. Không. Bây giờ tôi làm sao? Làm sao? Thì bữa hổm nó cậu Cẩn chỉ mình đi tới. Ủa mà cái chỗ nào tôi quên rồi ta? Tôi nhớ nè, bữa mấy bà thiệt tình không có nhớ gì hết trơn á. Lo không chịu nói để đứng đằng cái cao đó hoài. Chứ bây giờ nam nữ thọ thọ bất thân chứ. Tôi ngồi gần cái bà nói tôi dê bà làm sao? Tôi già có giá trị của già chứ. Tôi dán màng nói chuyện coi. Già mà đầu búp bê thấy gốm. Tao đang ngồi đen đó. Con mặt thấy gốm không? Thôi nhớ rồi nói đi. Tôi nhớ chi tiết hết trơn á. Hôm bữa cậu nói là để coi, đi hướng đông gặp con sông. Đúng. Đi hướng tây gặp cái cây. Đi hướng nam gặp cái am. Đúng. Đi hướng bắc gặp cái tắc. Đúng. Đào hai tắc nhìn xuống đất thấy xác con chị chết. Trời ơi, 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 ơi. Rồi chôn con tôi tới hai tấn đất lần rồi. Thì đó. Trời ơi, tôi nói thiệt với ông anh nha, bữa đó nha, vừa thấy xác của con Phụng một cái trời ơi, tay chân tôi nó bủng rủng hết trơn luôn. Trời ơi bà Dung, sao bà giống tôi y chang vậy? Dạ. Tôi với bà như thần giao cách cảm hay sao? Lúc nào cũng có những tâm lý giống hệt nhau vậy đó. Bữa tôi cũng vậy, khi mà đào xác cái con mèo đó, con Phụng, con của chị đó. Trời ơi, ốc ác tôi nổi hết trơn hết trọi nha. Tôi rung bần bật vậy đó. Nhưng mà ông Dũng bình chân như vậy, mặt tỉnh bơ à. Trong khi ổng là ai? Ổng là thầy phong thủy ha. Vậy mà không tìm được xác con chị, mà trong cái đó một bà dế trai tầm thường còn con thôi, vậy mà tìm ra xác chết của con Phụng con chị. Ác lắm. Cái thằng cha già mốm đó. Chị bên nói chung là chị phải có trước có sau đó chị. Ta nói là vuốt mặt nể mũi, còn chị vuốt mặt dục mũi em bỏ luôn nha chị. Tôi xin lỗi. Em cũng móm giống chả nè chị. Tôi xin lỗi. Đồ tứ thằng cha già gì. Hỏi. Cha giỏi, cha ác ghê lắm. Thôi bây giờ tôi nói cho Dung nghe. Con của tôi qua thì chả có những cái cây đẹp. Những cái cây mà cái mùi vị mà con Phụng nó thích. Nó thích nó vô nó ị trong đó. Thầy, chả đặt cái camera. Chị đặt cái camera ra, chả vừa thấy. Chả đập con tôi, chả vùi sâu với hai tấc đất. Mà cũng tại con chị, phải vì con chị là con nó háo sắc đi không nói, đằng này nó háo cây, phải mê mèo đực đẹp đi không nói, đằng này nó mê cây đẹp, chết là đúng rồi. Em xin lỗi, em có lỗi chị. Đồ thứ cha già mắc dịch. Mắc dịch dễ sợ. Nè, nhưng mà tôi nói chị nghe nha, chị phải mua đồ chị tạ lễ cậu Cẩn đi. Cậu Cẩn linh hiển dễ sợ luôn. Bữa cha già đó, cha đầu hói đó, thằng chả cũng mất cái con cá đục. Chả cũng nhờ cậu Cẩn chỉ một cái cho đi tới nơi cho gặp liền đó. Tôi không tin cũng phải tin đó. Phải tin cậu Cẩn thôi. Còn chỉ có ông nội mà đầu hói á, là người không có đạo đức. Tôi nói là hoa thơm nhờ nhụy, người có giá trị nhờ đạo đức. Mà ông không hề có đạo đức. Bây giờ đó mình phải quánh trẻ cho trẻ chưa. Thôi đừng có quánh người ta hở vậy, cái đồ quánh hoài à. Tôi nói vậy thôi chứ dạo quánh tôi đi. Cậu kìa. Cậu Cẩn. Cậu Cẩn đẹp quá, bữa nay cậu Cẩn đẹp quá. Cậu Cẩn hút thuốc. Hút thuốc? Trời ơi, cậu Cẩn hút thuốc kìa. Cậu Cẩn ơi. Cậu Cẩn sao đi giống liệt rung quá vậy, giống bị liệt rung vậy? Bà nhạc. Cậu Cẩn, trời ơi, cậu Cẩn hôm nay hút thuốc đẹp quá.
cậu cẩn ngồi đi cậu cẩn. Nè, của chuyện của chị thì chị vô đi, đứng gần đi. Hỏi gì? Cậu về đó. Dạ, cầm những cái thuốc cho cậu. Dạ. Đừng có hút nha. Không, không đâu. Thôi, gác lên cho cao, cho trái cho cao. Ôi, không được. Dạ, vô xuống đất cho cái chậu cậu đó đó. Dạ, thưa cậu cẩn. Dạ. Đi rồi. Từ từ. Dạ. Cái nghiệp, cái số nó còn. Dạ, số còn. Cho nên bây giờ là không có đi bán về chai luôn. Ủa? Đi giúp người. Sáng sớm là đã đi giúp người, cái nghiệp cái canh nó lớn quá. Trời ơi. Nó phúc lên mây luôn vậy, từ chai thành bà tiên luôn vậy trời. Nhà có rượu không? Dạ rượu, có rượu không anh? Rượu hả? Có cây cổ thụ kia kìa, không có rượu, có cây cổ thụ kia được không? Có rượu anh đừng vô duyên quá. Không cẩn giận anh bây giờ. Lại cậu. Chết đâu mà lại. Quên. Là cậu khó quá. Nữ, cái chết của Mẹo Phụng mới chỉ là sự khởi đầu trong căn nhà của cô thôi. Chứ còn gì nữa vậy? Còn đâu? Rất nhiều. Chung quanh nhà này ám khí rất nặng. Ê, chị đâu vậy? Ai biểu đứng hướng đó. Chết cha, ám khí hả cậu? Đúng rồi. Bây giờ hỏi, nữ còn nguyên hết đúng không? Dạ còn nguyên nghĩa là sao à? Cái ý bà hỏi là bà còn trinh không? À, đúng rồi đó. Ý là hỏi là chị là hàng tồn kho phải không? À, giống như là trinh nữ mà ở trong lâu đài vậy đó. Cái lâu đài này ám khí rất là nặng. Ám khí là sao à? Nó rất là nặng. Nó bắt đầu ám vô tới nữ. Nữ sẽ bị nó ám. Ế chảy dài, ế xệ, ế đến lúc không còn ế nữa. Đúng rồi. Vì ám khí tới giờ bà vẫn ế đó, thấy chưa? Anh vô duyên quá. Lại cậu, làm sao cậu cho tôi có một người đàn ông đi. Yên tâm, từ từ. Tôi thích lắm à. Biết, nhìn mặt bà là biết thích rồi. Nó lộ cho nó đâu có kính vô trong miếng nào. Chị không chị đó. Để cậu cẩn coi. Trời ơi! Cái gì vậy? Trời ơi, cái gì? Ám khí gì vậy? Ta chưa thấy nhưng ta la cho có không khí thôi. Hả? Vậy có trời ơi. Trời ơi, vô duyên thấy gớm là tự nhiên động với cái người ta. Trời ơi! Cái gì vậy? Cậu! Ta la coi cái giọng ta còn la được nữa hay không thôi. Trời ơi! Cậu đang rảnh quá, rảnh quá. Rồi! Trời ơi! Căn nhà này nó đã bị ám hết toàn bộ rồi. Trời ơi. Nó đã ám từng người. Không ai trong con người chúng ta còn là người nữa. Đây là con quỷ già. Trời ơi. Con quỷ vừa. Đừng nói tôi là con quỷ cái nữa nha. Con quỷ lai căng. Hả? Con quỷ lai căng là sao? Chưa xác định được giới tính. Bực ghê vậy đó. Để tóc cung bê ai có hiểu lầm hết trơn. Bực mình quá đi ha. Dạch màn lên coi. Quan trọng trong căn nhà này là có một vật rất nặng. Trời ơi. Màu vàng. Nhưng cái đó là cái âm khí rất là nặng. Nó phóng ra rất nhiều khí độc. Mà cỡ như các người thì không chịu đựng được đâu. Chỉ có ta mới hóa giải được thôi. Có gì không? Không có gì hết. Trời ơi bà Phi ơi, có thì nói đại đi. Trời ơi âm khí gì vậy? Bây giờ bà phải nói để cứu lấy bà đó. Một là nói ra, hai là tra tấn giả mang đi. Trời ơi. Bà muốn sao? Ai tra tấn tôi? Muốn ế chồng hay muốn có chồng hay muốn bị ám khí? Bà nói ra. Bà nói có đúng không? Dạ muốn chồng. Muốn chồng thì nói đi. Trời ơi. Muốn ôm chồng. Muốn ôm đàn ông thì có. Có hả? Vậy thì bà giao cái đó ra đi. Nói ra, đừng để trong lòng làm cái gì. Thôi ta về, ta không có thời gian nữa rồi. Ta không có thời gian, ta phải đi giúp người khác thôi. Đừng kéo ta. Đừng tuột quần. Canh tuột quần nữa hả? Dạ không. Bây giờ cậu phải ở đây, cậu đứng cho người ta nói chứ. Đó. Đi còn vô lấy cho tôi. Nặng lắm. Ráng lấy cho tôi. Lấy vàng chính vì nặng cho nên khí nó mới nặng. Ám khí nó nặng lắm. Mấy chục ngàn. Anh vô anh kêu phụ với tôi anh. Dạ đi, có mà nó đại gì đâu, nhưng mà giấu làm cái gì không biết nữa. Dạ thưa cậu. Dạ sẵn đây cậu cũng coi giùm em luôn. Cho tới từng tuổi này mà không có thằng ca nào dòm ngó em hết à.
bà mà không có được đâu. Dạ sao vậy cậu? Bị lớn tuổi rồi, nó hút rồi. Mà thêm cái tội nghèo hơn bà kia nữa cho nên khó lắm. Dạ nha. Đây chịu dạ. Cảnh ế đi ha. Dạ đây. Dạ. Đó. Đó. Ta nói cái này dán ra, dán ra, dán ra, dán ra, dán ra, đừng đụng vào tao, dán ra, 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 cậu ơi, cậu, dán ra, dán ra, dán ra, cậu ơi, cậu, dán ra, dán ra, dán ra, cậu, 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 bình tĩnh, cậu, bình tĩnh, cậu ơi. Cậu ơi, tỉnh dậy đi cậu. Cậu làm giống như là thần nữ dân ngủ linh kỳ vậy trời. Hồng Nguyệt cũng quá cáo. Không phải, bởi vì chính cái này nó nặng nề quá, nó làm cho ta phải chiến đấu với nó. Cho nên, ta phải tốn rất nhiều công sức, cho nên các ngươi đừng có ở gần nó, đừng có để, mà hãy nghe. Trời đất ơi, trùm đại ra rồi đi, muốn hồi mới trùm không mệt hết trời. Không được, bị gì ám khí nó nặng ghê lắm. Cái này nó ghê gớm, không phải muốn trùm là trùm đâu. Tai thường không thể trùm được đâu. Đừng đụng vào nó, đừng đụng vào nó. Nó ghê gớm lắm, nó ghê gớm lắm. Rồi bây giờ còn gì nữa thì sẽ thương cậu. Thôi được rồi. Bà có tiền không? Chỉ cần cúng một cái biệt thự. Biệt thự đâu? Cái chiếc xe Lamborghini. Trời đất ơi, làm gì tôi có Lamborghini gì? Trời ơi, mệt quá, đi giấy tiền vàng mã thôi. Bằng giấy thôi, dạ được. Cái đó bằng hình thức thôi, giấy dạ tờ được, thôi. Dạ được, dạ được. Bao nhiêu tiền cái đó? Mấy bà không biết chỗ mua đâu. Rồi gặp hàng dởm nữa là đốt, người ta không có nhận. À, đốt không cháy. Tôi ưa mua giùm người ta lắm. Tốt quá. Ôn cái này đi nặng quá, làm sao còn đi mua. Tôi chỉ có mua cái đó với giá 20 triệu thôi. Trời đất ơi, giấy mà cậu. Trời ơi, cái xe ở ngoài mà xe thiệt là 4 tỷ. Cái căn hộ không 16 tỷ, 20 tỷ. Mua giùm hai thứ đó cho bà có 20 triệu mà mắc bây giờ thôi đi. Nếu cái quần bà lại. Được mà bà ơi, bà Phi, có 20 triệu mà nhầm nhò gì bà mà cười quá. Bây giờ một là ế, hai là 20 triệu. Dạ lấy 20 triệu. Cậu bình tĩnh, cậu đừng có giận. Đừng giận cậu. Tôi xúc phạm quá mà. Tôi giúp người mà tôi bỏ hết nghề nghiệp của tôi có làm gì. Dạ đây, dạ đây, 20 triệu. Tiền này tôi chỉ giúp người thôi, chứ không phải tôi xài. Dạ biết, dạ biết. Đếm tôi... chưa? Dạ đếm rồi. Đừng, bà đếm rồi đếm mà tôi đếm. Chưa đếm. Thôi được, đừng đếm. Phải mà. Đếm cho để mít lòng tiền bạc giúp đỡ mà tự nhiên là tôi mít lòng vô tiền bạc. Không phải cái tiền này. Được không? Dạ được. Đủ phải không? Dạ đủ. Tôi tin bà đó nha. Tin mà trời ơi. Chỉ có bà không tin tôi thôi chứ tôi rất tin bà đó nha. Không tin cậu. Có ai không? Ai không tin tôi không? Dạ tin. Tin lắm. Ám khí nặng lắm. Phải có tôi âm khí mới nhẹ. Để nhét đàng hoàng vô cái có chừng tuột xuống không? Sao tuột được nhiều chuyện quá. Ta nhét đâu, ta nhét gậy. Ta tuột cái không chuyện của người ta. Rồi. Ông cái này không có nổi. Kệ người ta cái đồ nào ta ôm được không được. Kệ người ta. Cậu ơi, cảm ơn cậu quá trời quá rồi. Tôi tìm ra được con cá rồi nè. Được. Hay chưa? Hay không? Hay quá, hay mà. Vậy chính xác quá mà. Quá chính đi xác. Đi hướng Tây gặp cây cây, đi hướng Nam gặp cây am, đi hướng Đông gặp con sông, đi hướng Bắc gặp cây tắc, đi đào xuống hai tấc mà là trong đèn mù người ta kéo về mang theo xương cà. Hay quá cậu. Cảm ơn cậu quá trời quá đất à. Dạ thôi được rồi, tôi đi nghe, tôi khoan, làm. Khoan cậu. À, mà cậu biết con cá này con cá gì không? Quên, bị giúp lo giúp người quên cá gì ạ? Cá đục. Cá đục. Là cá lạ mà tôi cũng bắt về được mà. Thôi tôi chỉ khoan, giúp. Mà biết tại sao nó tên cá đục không? Không. Ủa, sao tên cá đục vậy? Chắc ba nó tên đẻo, nó tên đục đục không đẻo. Phải, cá đục là con cá không bao giờ có trên đời này. Cá đục là cục đá đó. Hả? Cục đá là cá đục trời ơi. Làm sao không hiểu vậy? Là cục đá nó đập cá thành cá đục. Thôi đi bà, từ từ đưa tôi giải thích cho mấy bà nghe nha. Sao? Đây nè, đây. Đây. À, tôi nói đi tìm con cá giùm tôi. Bà hay lắm, cậu hay thiệt là hay. Trời cậu ơi. Cậu là số 1. Đó, cậu chạy ra quán cơm. Cậu xin con cá rồi để lấy cái này chôn dưới đất sẵn cho tôi. Lấy xương,
đó, tôi chỉ chỗ tôi chạy rồi tôi đào y lấy nguyên cái bộ xương lên đó. Trời hay không? Rồi từ từ bộ xương mới chôn bốn góc giường rồi mới bắt đầu tôi biến hóa, mới có bộ đồ con ngựa đồ đẹp. Đó. 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 Có kỳ vậy? Lộn vậy cậu làm hết trơn vậy? Đây cậu làm hết trơn, trời ơi tôi biết mánh cậu, bởi vì tôi sợ mấy người không có tin tôi á, tôi phải làm, tôi phải dụ cậu. Đây hình ảnh con, đừng dòm, đừng dòm. Đây coi kỹ nha, thấy không? Ai bắt con phụng của bà? Rồi rồi coi đi, tôi đi rồi tôi giữ lại, giữ lại. Thấy chưa? Đó. Bả này. Bắt con phụng của tôi. Đó rồi mới làm ra những cái trò này. Đó mới gạt mấy bà lấy tiền, lấy bạc, lấy vàng, lấy vòng, hiểu không? Trời đất coi tôi chết rồi. Còn con phụng bà không có chết. Con phụng bà còn nguyên. Nó qua nhà anh. Dễ gì bắt được nó chạy một lát hả? Bà nó sổng ra, nó leo trên cái cây nhà tôi đó. Bà biết rồi, con phụng bà khoái ị vô cái cây nhà. Đúng tôi. Rồi. Đó, bây giờ nó leo trên đó. Vì cái con người này làm nó sợ quá, nhờ leo trên cây tôi nó ở luôn. Trời. Chúc mừng chị, nhà tan gia hết bối rối rồi. Trời, con phụng sống được ha. Con phụng sống rồi. Con sống mừng quá. Cái này gì đây? Bây giờ giết phụng đoạt long nè. Trời ơi, tôi khám phụng rồi ha. Trời ơi, tôi có lấy đâu mà tôi đoạt nó, để đó tôi nguyên, tôi có cái lấy gì đâu. Trời ơi, buông ra đi, có gì tôi có lừa gạt, có gì đâu. Có phụng rồi. Buông ra đi. Có long, có phụng rồi ha, được rồi, cho bà đi đi. Ơi, có cái gì tôi có làm gì đâu, có lấy ra cái giống gì đâu. Ai lấy gì đâu. Đứng lại. Tiền bạc đâu. Tiền đâu. Thế nặng phải có tiền chứ. Qua đây tôi dí nữa nè. Đây nè, tiền đây nè, làm gì dữ vậy? Nè, trả nè, có gì? Trời ơi, có gì đâu mà tiền thôi chứ gì, có mấy chục triệu làm gì dữ vậy nè. Hey. Tiền đó nè, đây nè, tiền đúng không? Đây nè, tiền nè của bà này kìa, ông lấy làm chi? Hả? Thần thánh gì mà chợ búa vậy trời? Chợ búa gì? Hả? Chứ gặp nguyên cái đám gì không xàm chợ búa sao được? Ba mình cực khổ quá mà, thì giúp đỡ con nhiêu thôi, có 20 triệu thôi mà làm gì chuyện vừa lăn gần chết luôn à. Thôi dẹp cái vụ án này đi, dẹp cái này đi, kiếm phi vụ khác bắt tiền hơn nhiều. Không có hiểu biết cái gì hết trơn, không biết thần thánh là cái gì hết trơn. Mà 20 triệu quý giá lắm mà, tôi có xe ngoài đó, thì xin lỗi các người à. Xe Lamborghini chờ tôi ngoài. Không có Lamborghini dạ. Gì đâu. Có su tè đang chờ bà ngoại á bà. Trời ơi tôi cười, hồi nào gì Sushibo, Suzuki, làm gì có su tè. Su tè là gì? Xe tù. Với tiểu phẩm vừa rồi, chúng tôi hy vọng là chúng ta có nhiều niềm vui trong cuộc sống và đừng bị gọi là tiền mất tật mang. Dạ đúng rồi, và hy vọng rằng chúng ta sẽ luôn gặp điều may mắn, luôn gặp được người tốt để chúng ta có thêm niềm tin trong cuộc sống quý vị nhé. Hãy sống thật vui cho cuộc sống chúng ta nhiều ý nghĩa. Quý vị ơi, một nụ cười đích thật là cửa ngõ của tâm hồn. Chính vì vậy chúng ta hãy cười thật nhiều để cuộc sống chúng ta thêm vui hơn. Và theo nghiên cứu mới nhất của Đình Toàn, nếu như chúng ta chịu khó nghe âm nhạc nè, thì chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống nó đỡ stress hơn. Và khi chúng ta xem những tiểu phẩm hài, chúng ta cười, thậm chí bà con mình nói là cười rung bụng á, thì biết đâu mình giảm được mỡ bụng nữa. Vậy hả anh? Anh nghĩ vậy á. Vậy như em cũng nghĩ vậy luôn. Quyết định gì đi. Chính vì vậy chúng ta sẽ luôn xem những tiểu phẩm hài của chương trình Danh Hài Đất Việt để chúng ta thêm yêu đời và cuộc sống của chúng ta thêm vui tươi hơn quý vị nhé. Và chắc chắn Lê Khánh và Đình Toàn sẽ gặp lại quý vị trong chương trình Danh Hài Đất Việt trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ Lê Khánh và Đình Toàn xin được chào tạm biệt quý vị. Sao rồi cái nhà tôi chú tính sao? Trời ơi mắc gì chú ơi, tôi bán giá là rẻ lắm rồi đó, tôi kẹt tiền làm ăn. Trời ơi bao nhiêu người năn nỉ luôn á, người ta khóc luôn à, tôi không có bán. Tự nhiên tôi cảm thấy giống như là tôi có duyên với chú vậy đó. Giờ chú tính sao? Rồi là chú quay là chú coi một lần nữa nó được đặt cọc luôn phải không? Rồi vậy đi, quyết định nhanh gọn lẹ vậy đi chú. Rồi gì tôi đợi ha. Rồi chứ không là tôi bán cho người khác rồi nghe. Rồi dạ rồi. Bảy. Ủa vợ chồng tôi buồn lên rồi hả bảy? Dạ. Sao đi đường xa mệt không con? Trời ơi đi xe khỏe re à, không có mệt gì hết trơn á. Bảy gì lâu quá không gặp lại gì. Gặp lại thấy già quá vậy. Tao chứ phải ăn nít quỷ đâu, sống lâu năm không già. Không phải, tại mình nói thiệt thôi, thì lâu ngày không gặp thì già. Lâu ngày gặp lại sao cái miệng vợ bay nó cũng có duyên được thêm miếng nào ha.
Rồi thôi ngồi nghỉ mệt đi con. Dạ dạ thôi. Cảm ơn dì. Ừ. Cha nhà dì Bảy đẹp quá dì Bảy ha. Ừ trời ơi bao nhiêu tiền bao nhiêu của đổ vô sao không đẹp được. Ai vô coi nhà cũng khen hết đó bay. Dạ dì Bảy. Ủa nhà đẹp quá rồi khoe của hả cho người ta vô khoe khen hoài à. Đứa con này sao bay phải nói chuyện cho nó duyên hơn giùm tao chút được không? Là sao? Ôi đứa con khoe của cái gì? Biết sao được không? Tại vì Bảy đang đăng báo bán nhà. Ủa? Nên ta vô tao coi nhà nên ta khen. Chứ khoe của gì? Đang yên lành gì tự nhiên bán nhà. Bộ dì Bảy làm ăn thua lỗ hay sao? Không phải, khổ lắm mày ơi. Tại nay có chuyện. Khổ lắm. Có... con hồi... cái chia gia tài hả? À. Đầu dì Bảy phải chia đúng không? Bởi vì tao nói bây giờ con cái nó mất dạy lắm. Nó, mẹ nó còn sống sờ sờ đó. Mà nó đòi chia gia tài cho bằng đặng bằng được à. Tao nói mấy cái đứa này phải đi trời đánh nha. Trời đánh nó chết cho ba má nó sáng mắt ra. Ý mày nói tao tối mắt hả con? Nên trời đánh cho ba má nó sáng mắt là tao sáng mắt đó đúng không? Ủa? Mày trù tao hả? Ủa là con gì hả? Chứ con ai? Ừ. Bà ơi, bà nói ít lại giùm cái coi. Dạ. Bớt nói với tao nhờ. Dì Bảy thông cảm đi. Vợ con ở dưới quê nổi tiếng là cái gọi là cái miệng lá mơ đó. Lá mơ là sao? Bà cứ xì, bà muốn xì, bà muốn nghĩ gì bà xì ra. Thông cảm đi, hồi lúc mới sanh ra đó. Là sao? Cái mỏ mới lừa lầu ra trước. Hèn gì. Thấy cái mỏ nó nhọn quá trời quá đất à. Bớt nói giùm tôi nghe được không? Dạ xin lỗi gì. Ừ lỗi phải gì không biết nữa à. Biết sao không? Nói nào ngay á gì khổ tâm lắm. Hồi còn sống á vừa bay có nhận đứa con nuôi. Đó rồi nghĩ sao cái bây giờ cái nó cái ghé đây thăm hoài à. Nó làm ăn thua lỗi đó rồi ghé đây. Bữa xin mấy chục bữa xin mấy trăm ăn cơm. Là chưa. Bữa tuần trước tới đây nói nhà nó bị giải tỏa gì đó rồi xin lại ở nhờ. Thôi dì cũng thương gì cho nó ở nhờ. Mà ở được ở luôn ở lì vậy đó. Nên tôi dì bực quá dì bán nhà cho nó xong phức cho rồi. Đuổi ra khỏi nhà cho nó xong. Trời đất ơi tại sao là có những cái người mà tham lam như vậy. Muốn của người ta là của mình không. Ủa mà phải là con nuôi không con... hay là con rơi của Dượng á. Không sợ con rơi á nha. Bây giờ hay có trường hợp đó lắm nha. Ổng như ở dưới quê mình nhớ không. Cũng có cái trường hợp vậy đó. Nói là bộ hô con nuôi nhưng mà thật ra là đem con về cho vợ lớn nuôi. Dạ chị Tư, chị bớt nói gì chị Tư. Trời mày nghĩ sao vậy, chị Bảy bay lấy được tao là mừng hết lớn. Ông vừa già vừa xấu nữa ở đâu mà có bồ nhí mà lòi ra con rơi. Là nói nghe biết sao không, chị thấy cái thằng này cái mặt nó không có giống như Bảy bay. Con hả? Nuôi, ừ chứ không phải là con rơi con rớt gì đâu. Con nuôi hả? Ừ. Ừ. Không nhưng mà nói nghe nè. Sao? Chị bán nhà đúng rồi đó. Sao vậy? Bán đúng đi chứ để mốt có đòi chia. Vô duyên, con nuôi với ba con ruột đâu đòi chia với chết. Trời ơi, vậy là không biết gì rồi. Sao? Ở dưới quê kìa cũng có trường hợp y chang luôn. Con nuôi đi kiện cái đồ chia gia tài. Con nuôi có quyền lợi như con ruột mà. Có không? Trời ơi, có luôn hả bay? Ủa sao mày biết hay vậy? Dưới quê mình kìa mới ràng ràng đó đó. Trời ơi, có vụ đầy luôn á hả? Trời ơi, không được. Sao vậy? Alo, từ từ. Ờ, đúng rồi. À, ngồi chơi. À không, tôi không phải mẹ nó đi công chuyện rồi. Hả? Thiệt hả? Tôi chạy lên liền. Tôi là bà ngoại nó nè. Rồi. Trời ơi chết rồi bảy ơi. Chết rồi. Trời ơi thằng cháu ngoại của gì? À nó chết rồi hả? Chết rồi hả gì? Em đi mua vòng hoa lẻ không ơi. Thôi, chết rồi nào. Mới nói thằng cháu ngoại chết rồi. Chết. Đây là có chuyện nguy kịch hiểu không? À. Nó ở trên trường nó chơi sao á bị đập đầu vô cái tường. Rồi chết luôn rồi hả? Trời ơi nó đập đầu nó chết rồi ông ơi. Đi mua vòng hoa liền. Bà nội. Tôi nói nó chết rồi nào. Hả? Đập đầu vô tường tao có nói chết chưa? Trời như vậy là chấn thương sọ não rồi. Trời ơi bây giờ đi vô bệnh viện hỏi coi bác sĩ sọ não. Cái đầu của bay vô chứ sọ não. Không phải hay gì? Không phải. Bây giờ người ta đưa vô bệnh viện rồi gì phải chạy vô coi nó sao. Nghe chưa, ở nhà coi nhà giùm gì. Anh nè. Cái thằng con nuôi của gì á. Nó còn nói chút mà nó tới nó thăm gì. Đem trái cây gì lên điếu gì nó cho bộ nó nói gì nó kiếm cớ vô nhà nó ở thôi. Đây coi bà đuổi ra giùm gì nghe không? Nha. Đuổi người là để của con. Ừ. Nhớ nha mà đuổi cho khéo đừng để mít lòng em con. Dạ. Giúp gì nha. Ê khoan nữa. Hồi nữa, có hai vợ chồng tới đây coi nhà. Coi là để mua nhà đó. Tụi con tìm cách sao rồi nói giới thiệu nhà rồi này kia cho gì nghe không? Nó vô cho người ta mua nghe không? Yên tâm. Ờ gì? Ví dụ tụi con nhờ gì sao? Quên nữa. Cái dù ấy tao xin được đi làm tụi bay rồi. Ở trên Long Khánh á, nhà bàn của gì đó, ở trên đó làm là chỉ coi giường cái tượng cho người ta thôi. Thứ bảy chủ nhật tao mới về một lần. Hiểu không? Tháng 5 triệu đó được không? Trời ơi, như vậy là mình đi làm giường thì phải bao nhiêu số hả? Bao nhiêu số gì đây?
Trời ơi, thường ở dưới quê con mà lên trên đây á, toàn đi bán vé số không à, chứ không có được làm trường đâu. Nói thiệt các con rồi, con già rồi, với con mà trẻ xíu nữa, rồi con đi bán cà phê cũng được. Bay bán cà phê ai dám uống? Chuyện tới ghê, thôi đi, chạy vô bệnh viện coi sao, nhớ nghe không? Nhớ nghe chưa? Thằng con nuôi nhớ đuổi ra gì nghe không? Để nó tới đây là chết. Gì? Nhưng mà cuối cùng là sao? Sao là sao? Là cháu gì không có chết đúng không? Trời ơi, không có chết mà. Bực bội à, coi nhà cho gì nghe không? Dạ. Bà đập ơi mà nấu năng cẩn thận giùm tôi cái được không? Không, là tôi thắc mắc thì tôi hỏi thôi chứ tôi đâu có biết đâu. Người ta nói là chỉ vô bệnh viện thôi. Lắm chứ, bộ giỡn hả? Thì nó cũng có tùy trường hợp chứ. Ê bà, nào mình vô nhà được. Bây giờ mình vô nhà nha. Đâu vô nhà gì được. Quá trời ơi, thiệt là không. Hồi nãy hứa với dì Bảy là sao? Thì có gì đâu, thì giờ gặp cái người nào con nuôi lại, đem trái cây tới thì mình đuổi đi. Gặp hai vợ chồng tới coi nhà thì mình tiếp đón nồng hậu. Vậy là trả ơn gì bảy rồi. Nói vô cho tao mua nhà này. Ừ, đúng rồi. Trời ơi, ba cái khoản này của bà tôi không có rành. Làm ông sao? Ông ơi, ông cũng làm để tôi cho, tôi rành mấy này lắm. Bà rành hả? Ừ, mấy cái chiêu trò này tôi ghê lắm. Đâu mà nói tôi nghe bà làm sao đâu. Đầu tiên á, ê, dù gì quá. Nói mà nói lớn. Nói nhỏ tôi nghe cũng được. Nói nhỏ thôi nha, không nói lớn mà câu người ta nghe. Trời đất ơi, bà phun cái gì mà phun khí thế vậy? Cái gì? Bà nói gì sushi không mít gì? Ê, bà. Bà nói gì? Nói nhỏ mà ông nội nè. Ý vậy đi. Ừ. Có sách theo trái cây. Tôi thấy rồi, giờ trái cây hơi bự nha. Cái mặt láo cá thật chứ. Ừ, nhìn là thấy ghét. Bà Bảy rồi. Chị Bảy không có nhà. Đi vắng rồi. Ai đây? Gì đây? Sao? Về. Muốn về. Kiếm gì vậy? Bà Bảy phải không? Bà nhập viện rồi. Đừng có giỡn chơi với tôi ra. Mới nói chuyện tôi hồi nãy đó. Thầy đây trong điện thoại rồi giờ nhập viện. Bà nói chuyện điện thoại với anh đúng không? À. Hèn gì. Đang nói chuyện điện thoại giật bất tỉnh, vô bệnh viện. Ủa bây đi. Giờ quyền thừa kế căn nhà này là của tôi. Điện thoại giật. Ừ. Hồi đó giờ tôi mới nghe cái vụ điện thoại, cầm điện thoại mà giật xỉu à. Không đọc báo, bây giờ điện thoại giật chết người như chơi, nha. Phải không? Chứ sao? Nè. Trời ơi trời, tôi tính đem trái cây lại. Rồi, cảm ơn. Giữ đi trái cây là mình ăn được. Ừ. Bây giờ nhà này là của tôi nè, bây giờ muốn cái gì nói với tôi. Không, tôi định lại gặp bà Bảy để mà không có cần gì hết. Tôi không cần biết mục đích anh lại đây để làm cái gì, mà tôi nói cho anh biết là bà Bảy không ở đây, bà Bảy nhập viện rồi. Tại vì sao? Tại ngôi nhà này có ma. Cái gì? Căn nhà này có ma chứ sao? Vậy mà đừng có giỡn nha. Tôi không giỡn chứ, tại sao cái điện thoại mà tụi nó giật chết người? Ồ, sóng âm mạnh quá. Là sao? Mà đi tôi kể cho nghe. Đi ra coi, đi ra. Cậu nói. Sao? Khi mà mới bước chân vô trong căn nhà này, tôi lạnh dữ lắm. Âm á, người âm hiểu không? Nó làm cho mình có cảm giác rợn người. Nè, tôi nói tôi còn nổi da gà nữa, không thấy không? Da gà nổi luôn rồi đúng không? Sao kỳ vậy ta? Nhà này âm u lắm. Là sao? Kể tôi nghe coi. Tôi muốn biết cái nhà này nó có ma là sao? Dạ, chuyện là vậy nè. Tôi nói hồi đó, bà Bảy này nè, trước khi mà bà đào móng lên bà xây nhà đó, bà phát hiện ở dưới có 18 bộ xương. Phải không? 18 bộ! Mà thay vì bà đem người ta đi hỏa táng, ta gửi vô chùa đi. Không, tiếc tiền, biết làm gì không? Làm gì? Đem ra ngoài sau hè đó. Đó, ngay góc này nè, lại đây tôi chỉ cho, ngay đây nè. Đó, ngay cái góc đó đó, thấy không? Đó. Cái gì vậy? Ê, buông ra, buông nhà, buông. Tôi đang chỉ ông thôi, đó, cái góc đó. Ông thấy một cái gì đó nó âm u không? Màn đêm nó bao, đúng không? Đó, bà đào lên ngay chỗ đó, bà để 18 bộ xương xuống lại, bà lấp đất lên. Bà lấy cây, bà chồng lên luôn, không ai biết. Cái ghê không vậy? Ghê lắm. Ông, tiếp ông. Tam quan hồn đó, người ta bị như vậy, người ta quan ức, không thể nào đầu thai được, chỉ biết lãng vãng trong căn nhà này,
không suốt ngày suốt đêm. Không không, ông nói chuyện bình thường thôi. Ông đừng có nói cái giọng anh, tôi sợ. Tôi sợ ma lắm á. Giọng bình thường của tôi là như vậy. Hả? Mà không thấy ghê thì có tôi còn sợ. Kể từ ngày đó trở đi, trong căn nhà này không lúc nào mà không xảy ra những chuyện lạ thường. Chẳng hạn như cái gì? Bà có thể kể cho cậu này nghe đi. Giúp giùm, kể tiếp giùm tôi nghe coi. Để tôi. À. Để tôi kể cho ông, đừng kể nữa, cái giọng ông ghê thiệt luôn á. Bởi vậy? Ngồi xuống. Giống như trong nhà tắm. Bữa đó ba đang đi tắm, hiểu không? Ba vừa bước vô trong nhà tắm. Làm cái gì đó? Sợ thì không được ôm vợ tôi. Không quên. Tôi đang kể ôm vậy tôi sướng hay sao tôi kể? Đó. Xong, bà bước vô nhà tắm. Tôi kể lại khúc này nha. Bước vô trong nhà tắm. Tự nhiên cái cánh cửa kêu một cái. Quay ra. Bà nhìn không thấy ai hết. Rồi sao? Bà quay vô. Bà thấy dòi nước chảy. Trời ơi, lúc đó bà hoang mang liền. Bà thấy dòi nước chảy xối xả. Suy nghĩ. Bà nhớ ra. Tại sao? Hồi nãy bà quên khóa. Cái gì đâu có ma gì đâu. Ma ngay cái chỗ cái cửa cái két mà không thấy ai đó. Phải không? Chắc nãy tôi kể chưa nhấn cái đoạn đó đúng không? Kể lại nhấn cái đoạn này nè. Không được rồi, kể tiếp cái gì khác đi, kể tiếp đúng không? Tiếp. Cái chuyện này mới chính nè. Chuyện nào chính? Vừa thấy vòi nước là bà nhớ ra là bà quên khóa, cái xong một cái mà ghê nè. Cái gì ghê? Bà khóa vòi nước lại. Khóa lại? Hết. Ủa đâu có ma gì đâu má. Trời ơi, ông nội này, tôi nói ma là cái cửa đó. Cái ma sao mình thấy được? Thì cái cửa quay qua không thấy ai, là ma nằm ngay chỗ đó đó. Hình như ông không tin. Chuyện là bình thường thôi. Đó, đây là chồng tôi thấy nè. Chuyện của tôi mới thấy ghê. Chuyện gì vậy? Cầm lại đi. Chứ nó đánh đường hồi là nguy hiểm lắm. Có một đêm, trời mưa gió bão bụt, dì bại từ từ tiến vô phòng ngủ. Trong phòng ngủ có gì? Nằm xuống, không gian rất yên lặng, chợt có một luồng ánh sáng lóe qua. Buông ra. Người đau quá thì sao? Lợi dụng hả? Sao phải sợ quá? Đừng có giả bộ mà ôm vợ tôi hoài. Tôi mặt ghê quá. Mấy ngày kể khúc là chính nè. Giữa ánh sáng lập lòe, nửa sáng nửa tối, vì vậy trợn mắt lên và nhắm mắt lại làm gì? Ngủ. Ủa sao ngủ hoài á? Đợi đi, khi nào ngủ tới nửa đêm là dậy. Trời ơi, giờ nói giờ này mà đợi tới nửa đêm sao chết rồi. Khúc chính nó nằm ở đây nè. Sao nãy giờ chính hoài vậy? Ông mở từ đường đó. Nửa đêm rồi. Sao vậy? Đứng lên. Bà bay đứng lên làm gì? Tiến ra cửa phòng. Tiến ra cửa phòng. Mở cửa ra. Bà làm gì? Cái tiếng cửa là lâu ngày không vô dầu nó kêu. Rồi sao? Vừa bảy tiếng vào. Vô đâu? Đi toilet. Sau đó sao? Trở lại giường. Làm gì? Nhắm mắt. Bà làm gì nữa vậy? Bà ngủ. Thì sao ngủ hoài vậy? Đi toilet xong rồi vô ngủ đúng rồi ba. Ngủ toilet xong vô ngủ? Ừ. Đâu có ma gì đâu. Ma là cái khúc ở trong toilet đó. Ủa,
Sao tao không có nói gì trong toilet của ma hả? Cái khúc trong toilet gặp ma. Nhưng mà tại vì bà chưa có kể cho nên sao tôi kể được. Trong toilet bà gặp ma, bà chắc bà sợ sao bà không có kể luôn, bà giấu. Chưa đâu. Khúc này mới chín nè, khúc này mới chín nè. Nãy giờ chín ngoài vậy? Không, nãy giờ tái thôi, khúc này chín nè. Trong lúc bà đi toilet, Sao? Tự nhiên có một giọng hát. Hát gì? La 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 la. Trong không gian âm u cùng nhau kêu về âm 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 âm. Lòng cơn gió về ào 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 ào. Nghĩa trang lạnh lùng lùng lùng. Trời ơi trời, nghĩa trang cái đồng. 18 vong hồn mà, nghĩa trang là đúng rồi. Hợp ca luôn hả? Ừ. Ông làm gì vậy? Chết cha. Hả? Ông bị nhập rồi. Trời ơi. Trời. Ông ơi. Ông ơi, bình tĩnh lại ông trời ơi. Trời ơi, thôi, tôi cảm ơn nha. Trời ơi, ông ơi, đừng có bỏ tôi. Tôi cảm ơn mấy người, nhờ mấy người mà tôi biết được cái nhà này. Thôi, tôi cảm ơn tôi hộ tôi đi. Thôi, anh ơi, sợ quá. Anh ơi, chồng em bị chồng bên ơi, lại giúp em anh ơi. Anh ơi. Ui. Trời ơi, hay quá chồng ơi. Trời ơi, hay ghê sợ luôn rồi. Trời ơi, kể chuyện ông làm tôi sợ thiệt luôn không? Cái mặt ông ghê lắm luôn á, cái hồn dễ sợ hồn luôn không? Gì vậy? Đi rồi. Ai đi? Thằng quỷ con nuôi đi rồi. Nó đi nhưng mà tôi chưa đi mà. Ôi, giỡn nữa. Giỡn hoài. Ai giỡn với bà? La 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 la. Ông ơi, đừng làm tôi sợ nghe ông. Nhìn nãy giờ tôi có nói gì đụng chạm đấy. Mấy người khuất mặt làm ơn vuốt tay. Tại sao mấy người đem cái chuyện chết chóc của 18 người trong nhà này ra làm trò đùa vậy? Trời ơi, tôi nãy giờ tôi nói gì sai rồi, ơn vuốt tay cho tôi. Đừng có làm gì chồng tôi hết, trả chồng còn tôi dám làm như vậy nữa không? Không. Ơi, làm ơn vuốt tay cho tôi. Vui quá. Giỡn chơi với bà thôi. Giỡn hả? Cái bạn thường ngày mà ăn hiếp tôi quá, tôi ghét, tôi giỡn chơi với bà thôi. Giỡn cái gì kìa? Hả? La la la. Sao rồi? Có gì vậy? Có gì tới chưa? Dạ. Yeah. Cái gì vậy? Sao không có được. Bậy bà. Ma gọi gì? Đêm hôm nhắc ma nó sợ nó khóc. Ủa gì vậy? Sao đi lẹ về vậy? Trời ơi, rồi xong rồi, vô nhà tôi xong hết rồi sao? Ủa sao, là mua áo quan chưa? Một, áo quan gì mày? Ủa cái gì? Áo quan gì? Sao gì không có chết hả? Nói bậy nói bạ, còn chết rồi chết. Thường thăm vô là phải lâu chứ sao gì về lẹ vậy? U đầu chút xíu thôi hà. Trời, u đầu thôi mà. Sắp xong rồi, nó nghe là khách của gì tới chưa? Tới rồi. Tới rồi hả? Đuổi đi rồi. Ta con nuôi phải không? Đúng rồi, đem cái cây tới. Đuổi đi luôn hả? Đuổi đi, nó không dám tới đâu, yên tâm. Trời ơi, sao tụi bay hay dữ vậy bay? Vì đuổi hoài nó không đi nữa. Vợ con mà. Nghe. Hay lắm. Ừ, mai mốt mà có mấy vụ đuổi người ấy, tao kêu bay lên nữa. Vợ chồng con. Liền lắm mà, liền lắm mà. Alo, tôi nghe nè. Sao? Ủa anh Nam sao anh không tới coi nhà? Cái gì? Nhà tôi có ma. Ai nói? Trời ơi, không có đâu. Chắc là hàng xóm đó, người ta ghét tôi, ganh ghét nó, ghen ăn tức ở, hiểu không? Nhà tôi xây nhà bự quá nè, ta ghét ta chọt vậy thôi. Làm gì có. Làm gì mà có cái vụ 18 bộ xương. Thôi được rồi, anh cứ tới đây. Anh tới đây đi, ba mặt một lời. Ai nói tôi kêu người đó qua, tôi nắm đầu đó qua đây luôn. Ba mặt một lời, anh tới liền. Anh tới liền cho tôi nghe chưa? Rồi, tôi đợi. Ủa, tôi quân cái ngủ nè, mà ác ôn. Thì tôi nói trời, không đánh tấn, không đâm, nó cũng uổng lắm nè. Sao vậy? Nó nghĩ sao, nó đi nói nhà gì có ma. À,
ai vậy? Thì bỏ về gì nói gì đâu có biết. Ủa mà sao gì biết cái tin là nhà gì có ma? Thì nè, ông Nam mua nhà. Chị gọi điện, anh đã gọi điện cho gì hỏi sao chưa tới coi. Nó nói là tới rồi, nó gặp ai đó là nói đồn lên là nhà gì có ma. Đi về Long Khánh, đi về Long Khánh. Ờ, thôi vậy. Chỗ Long Khánh làm vườn đúng không vậy? Đi, 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 nhanh, nhanh. Này, nè, ủa? Mà tôi biết đường đâu đi. Đi xuống Long Khánh là tự tìm, tự hỏi. Ở đây đừng có tự tìm. Đâu được, phải ăn bữa cơm với gì chứ mới vừa ăn thôi. Khỏi, khỏi, khỏi. Không ăn uống đâu, ăn uống là mất việc đi chơi. Ờ, nhưng mà khác tới xin việc làm sao? Mà làm sao mà biết đường? Khỏi được rồi, khỏi khỏi. Ủa, làm sao biết đường của tụi đang kỳ cục mà? Gì vậy? Mày ơi. Cái gì, ai nhặt mày vậy? Trời đất ơi, ai này làm gì khó hiểu dữ trời. Trời ơi, cậu Nam. Vô đây, vô đây. Tôi nói cậu nghe. Bà làm tôi mất thời giờ quá. Mất thời giờ cái gì? Bà mới nằm bệnh viện sao bà ra liền? Ủa tôi nằm bệnh viện hồi nào? Trời đất ơi, ở nhà tôi nói nè. Tôi biết rồi, hàng xóm đồn nữa đâu. Người ta ghét tôi, người ta trù tôi vô bệnh viện nằm ở trọng đó, anh thấy không? Bởi vì ghét cái đồn tùm lum á. Nói nhà này là ma có ma nè. Bậy. Nửa đêm bà bị mở nước đồn tùm lum ở trong nhà nè. Trời đất ơi, hồi nào? Tôi sống đây mấy chục năm trời có bị gì đâu mà nói ma cỏ gì ở đây? Có. Ai nói bị ai nói, anh nói đi. Con tám đầu sớm đúng không hay là con năm lẻ bên này? Không có con tám, con năm nữa. Ôi, lôi đầu ra đây. Người trong nhà này nè. Đó, ra đây đi. Chỗ chậu bông, chậu chậu bông nè, đó đó, ra đây đi. Hả? Đưa nè. Tư hả? Nè. Ai nữa? Hai chồng nè. Ôi trời. Ra đây, tụi bay ra đây. Trời ơi, sao kỳ vậy tụi bay? Sao vậy? Dạ. Đồn nhà gì có ma là sao? Dạ, đầu đuôi chuyện này là sao? Con không biết gì hết. Khỏi giờ con đi. Trời. Nhà có ma kêu ta lại bán à? Là hai đứa này nói với anh đúng không? Đúng rồi. Sao vậy? Hồi nãy con tưởng đâu là cái này là con nuôi có gì. Nè nè, sách vỗ cái cây bự, con tưởng đâu con nuôi cho nên con nói có mang hù con đuổi đi. Dạ. Đâu biết tới con nhà. Thì kêu đuổi đi, đuổi con nuôi gì đi. Trời đất ơi, thì ra là vậy. Sơn xa, sơn xác tàu lao cơ mà. Trời đất ơi, cậu biết sao không? Nó lộn người. Tôi là tôi kêu nó đuổi cái thằng con nuôi tôi kìa. Nên nó giả bộ nó nhát ma. Thôi, mấy người đừng có làm cái chuyện mà bờ ám. Cái nhà bà có ma đó là không bây giờ tôi có đâu. Nãy thì của tôi đem cho là không. Nghe nè. Tôi đem tiền tôi đặt cọc cho bà nè. Bây giờ cái nhà này có ma, không bao giờ tôi mua cái nhà này. Có đâu. Nghe tôi giải thích cái đã. Trời đất ơi, đâu có ma cỏ gì đâu anh ơi. Trời đất ơi, cũng tại tụi bay đó. Người ta vô, người ta gần tới mua nhà rồi à. Tao đem cọc tiền nó đặt cọc rồi à. Trời ơi, tiền vô tới họng rồi, tao cũng được lấy là sao hả? Ma cỏ gì ở đây? Còn đồn là có ma hả? Có 18 bồ xương hả? Tụi bay dọn vô ở đi. Để coi 18 bồ xương nó có ăn thịt tụi bay hay không hả? Dọn vô ở đi, đồ hô đô. Ủa anh? Em. Anh đi làm về rồi đó hả? À. Anh. Nói cái gì nè? Anh mệt không hả? Mệt không? Buông ra đi. Cái gì mà ôm không biết nữa, nóng nực gần chết. À, nóng nực kiểu này chắc là do anh đói bụng đúng không? Để em dọn cơm cho anh ăn nha. Thôi khỏi. Lát nữa anh ra ngoài ăn với bạn rồi. Ủa? Nhưng mà em nấu cơm rồi mà. Sao? Em nói vậy là sao? Ý em sao? Không, em đâu có ý gì đâu. Tại em nấu cơm cái em chờ anh về ăn. Mà giờ anh kêu anh đi ăn với bạn nên. Ủa bình thường, làm cả ngày mệt mỏi, em phải cho anh chút thư giãn với bạn bè chứ. Có gì đâu mà nói chút xíu là mặt chù ụ vậy. Em muốn đi đâu? Bữa nay anh về chở em đi shopping đó. Trời đất ơi, shopping thì lúc nào là chẳng được. Còn cái chuyện anh hẹn bạn anh lỡ rồi, anh không có thể nào mà bỏ được hết trơn á. Nha. Không vui hả? Thôi được. Không vui thì anh ở nhà, cho em vừa lòng. Không có, anh muốn đi đâu anh đi, em có nói cái gì đâu. Mới nói có một tiếng hả? Làm gì mệt, không có cười được một miếng. Cứu tôi với, Tâm ơi, Tâm ơi, Tâm ơi, Tâm ơi, cứu chị với con ơi, cứu chị với con ơi. Đứng lại không, chạy hả? Tại sao tôi rượt mà bà chạy? Tại sao tôi rượt mà bà chạy chứ? Bà chạy làm sao tôi đánh bà? Tôi không đánh tôi chạy chứ, đứng lại không đánh. Bây giờ đứng lại ha.
từ từ nói chú làm gì vậy? Bà không đưa tiền cho uống rượu. Tiền ở đâu mà đưa, trời buôn bán không có được mà tiền ở đâu mà đưa. Bà có tiền mà bà giấu nè. Nè không có một cắt luôn nè, nó hay có không? Bà đi. Nè con nói nè. Gì đây? Nhận ra con ai không vậy? Ai đây? Con là... À, tao biết rồi. Mày là tình nhân của bà không? Cái gì vậy trời? Phải không? Tình nhân. Phải tình nhân của bà không? Ừ đó. Rồi sao? Hả? À, bà xác nhận rồi. Hôm nay tao sẽ giết đôi giang phụ danh phụ này. À, mày đi. Trời ơi, Long ơi, Long ơi. Làm gì xin lỗi con, Long ơi. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Xin lỗi cái gì? Con, tại vì ổng làm gì quýnh quá, gì nhận bừa, thôi có sao không con, gì xin lỗi con. Xin lỗi cái ông gì? Ông nghe chưa, làm người ta bị thương rồi nè. Ai biểu bà chạy, tôi đánh bà không được, tôi phải đánh nó. Trời ơi, ông này không có gì hết rồi. Bà đi đây. Xin lỗi con. Đi đây. Xin lỗi. Chạy à. Xin lỗi. Trời ơi, cái gì vậy trời, tự nhiên giang một cái. Anh ơi, anh có sao không vậy hả? Đưa em coi coi. Không sao, vài bữa nó hết rồi. Ủa? Hồi nãy em đi đâu vậy? Đi không sao, em ngồi em khóc. Cái gì? Ai làm gì mà em khóc? Không có gì hết. Nhưng mà... Em hỏi anh cái này anh phải trả lời thiệt lòng cho em nghe nha. Em hỏi gì em hỏi đi. Anh có phải là tình nhân của dì Sáu thiệt không vậy? Cái gì vậy trời? Là sao em hỏi anh cái chuyện, cái câu hỏi vô lý em cũng hỏi. Chị Sáu bao nhiêu tuổi, anh bao nhiêu tuổi? Thì... anh chỉ coi dì Sáu là dì thôi. Ông đó ông sai, ông nó bậy bạ. Tại vì quýnh quá, vì nhận đại vậy thôi. Trời ơi, trời. Thì thôi, không có thì thôi. Người ta có nói gì đâu, nó có một câu hà. Trời ơi, gì mà kỳ cục. Không bao giờ có nụ cười nở trên môi. Ra là hỏi những cái câu hóc búa không à. Bực bội, không có gì xảy ra cái chuyện trong cái nhà này. Tự nhiên bị quánh u cái đầu. Vợ thì cằn nhằn, bực bội hết sức. Tại sao ngươi bực? Ông là... Nhìn đi, hãy nhìn ta đi. À... Ông là... Ta... Ông là thần tình yêu à? Tào lao, thần tình yêu là bận độn vậy, thần tình yêu phải có trái tim trên đầu, thằng ông nào ấy. Đúng rồi. Hiểu rồi, ông là thần đèn à. Tào lao nữa, thấy có cây đèn nào ở đây không? Nhìn coi, có cây đèn nào không? À, không có. Biết rồi, ông là thần sấm thọt thì phải không? Cái đó có cây búa. Nghe, nghe, có cây búa nghe, nghe. Cơ hội cuối cùng. Ồ, ông là thần, thần gì? Trời ơi, tào lao dễ sợ không biết thì hỏi đi. Thì ông là thần gì? Nói đại đi, ông nói mất thì giờ tôi quá. Ta đây chính là thần linh linh. Thần linh. Hồi đó giờ tôi chưa nghe thần linh. Tôi chỉ nghe là thần sấm, thần rừng, thần biển. Thần linh là cái gì? Thần linh là vị thần đó tên Linh. Là thần linh. Thôi ông ơi, thần linh là thần linh, linh thiêng tao gọi là thần linh. Ông xưng ông là thần linh, ai mà biết. Má tao đặt cho tao tên Linh. Tao làm thần thì như là thần linh. Mày tên gì? Tên Long. À, tên Long, mày là thần Long. Gì kỳ vậy? Thế giờ đúng không? Bây giờ mình tên Long, mình làm thần là thần Long. Giờ tôi tên Linh, tôi làm thần là thần Linh. Rồi, coi như là cái sự giải thích của ông có hợp lý. Ờ. Chấp nhận. Rồi, tin chưa? Rồi, ông tới đây làm gì? Trời ơi, nghe nói than bực bội gì đó, xuống đây giúp nhà ngươi. À, đúng rồi. Trời. Ta là thần Linh. Khổ quá thần ơi. Khổ không bằng ta đâu. Có coi phim Cô Dâu 8 tuổi không? Cô Dâu 8 tuổi? Phim nó nổi có, tiếng. Có, cái phim này là nghe nói là dài tới mấy ngàn tập luôn á. Mấy ngàn tập, bây giờ mấy đứa tin tin đó, nó khóa cái phim này lắm. Thở một chút xíu là nó la thần Linh ơi, thần Linh ơi, tao hát xì thấy bà nội luôn. Đó, hôm nay là đang thèm bún mắm, ghé Việt Nam ăn bún mắm. Đó, nghe người than ngắn thở dài, xuống đây giúp người, được không? Ồ, giúp cái gì? Trời ơi,
Bây giờ ngươi muốn giúp cái gì? À đúng rồi, trời ơi, tao rối quá. Trời ơi, nè thần, thần nhìn coi, thần nhìn kỹ con. Ờ. Con có phải đàn ông không? Bộ người có dướng hả? Dướng gì? Thì ngươi nói cái tướng vậy, ngươi còn không tin cái giới tính của ngươi nữa. Không, ý của nó là thầy thần nhìn kỹ con có phải là đàn ông không? Nãy giờ ta có nói ngươi đàn bà không? Trời ơi, thật làm con mất hứng quá. Ý của nó hỏi là con nãy giờ ta có hứng chắc. Ý con nói đó, con là đàn ông nè. Ừ. Con đi ra ngoài làm việc mỗi ngày cực khổ. Ừ. Đúng không? Mà về nhà, vợ con không có làm gì hết trơn. Ở nhà chơi không à. Mà thấy con về tới nhà đó là vợ con mặt lớn mặt nhỏ lúc nào cũng căng nhằn. Nào là nói là con không chịu dẫn đi shopping rồi, không dẫn đi đây đi đó. Trong khi con làm việc cực khổ quá mà. Bậy rồi đó, nói vậy bậy rồi đó. Vợ ngươi ở nhà cũng làm cực khổ, ở nhà một mình cũng buồn lắm mà. Buồn gì mà buồn? Phải bà buồn, thiếu gì chuyện làm. Dặn TV lên coi. Buồn, hát karaoke. Con mua dàn karaoke mấy chục triệu luôn mà. Ai rảnh mà hát karaoke một mình nguyên một ngày vậy hả? Hả? Ai rảnh mà coi TV một mình một ngày vậy? Chứ bây giờ con đi làm cực khổ mà vợ con ở nhà một mình cứ căng nhằng vậy sao con chịu nổi? Bây giờ ngươi muốn cái gì? Bây giờ con ước có một điều ước. Ước cái gì? Con có thể hoán đổi. Con sẽ ở nhà, còn vợ con sẽ đi làm. Để cho cổ biết thế nào là sự cực khổ của một người đi ra ngoài xã hội làm việc khổ như thế nào. Ta hiểu ý người nói rồi. Quán đổi như vậy, quán đổi về công việc thôi thì ta không có thể nào làm được. Tại vì phép thuật của ta có hạn. Nhưng ta có thể quán đổi như vậy. Là sao? Tôi quán đổi ngươi từ chồng làm vợ, còn vợ làm chồng được không? Có nghĩa là nam thành nữ, còn nữ thành nam. Có nghĩa là con bây giờ là vợ. Đúng. Còn vợ con là chồng. Đúng. Hay, con sẽ được sung sướng ở nhà, không phải làm gì hết. Con chịu. Khoái đúng không? Dạ. Được, vậy thì điều ước của con sẽ được thực hiện. Hồ Biên. Thấy sao? À, con đã trở thành vợ rồi à? Trời ơi, nhìn chữ gốm quá gốm luôn á thiệt á. Trời ơi. Sao tự nhiên rồi, đang bây giờ là con bây giờ là thành vợ rồi chứ mà. À, con trở thành vợ rồi. À. Ngươi bây giờ là vợ rồi. Dạ là vợ. Ngươi bề ngoài là một người đàn ông mạnh mẽ nhưng bên trong ngươi là một người phụ nữ, ngươi hiểu không? Phụ nữ? Hay gì? Ủa, thần ơi. Cái gì vậy? Sao con thấy con yếu quá vậy? Sao cái tì ta nặng vậy? Hả? Cái trời ơi. Con yếu lắm. Con không có còn cứng rắn như hàng ngày nữa. Đứng thẳng lên, dựa vô liền. Tại vì ngươi chưa quen thôi. Ngươi chưa có quen. Tại bây giờ là ngươi thật sự gan dày thôi. Vậy thôi chứ ở bên trong mới là phụ nữ. Tướng tá bự vậy thôi chứ. Bên trong phải không? Bên trong nhỏ hơn cái ngoài này nhiều lắm. Thì bên ngoài là vẫn còn là đàn ông. Ừ, bên ngoài vẫn đàn ông. Đỡ quá. Yên tâm, ta biến có một ngày thôi à. Để cho ngươi biết được cảm giác làm vợ như thế nào. Ủa sao ít vậy? Trời ơi. Nhiều chút xíu đi. Một ngày thôi. Xong một ngày nếu mà cảm thấy chịu ta biến cho một đời luôn được không? Thì được. Bây giờ ngươi chuẩn bị làm công tác nè. Giặt đồ, rửa chén, lau nhà, chăm sóc con cái, làm nội trợ. Ồ, chuyện bình thường. Chuyện bình thường, chuyện này nó hơi bất bình thường chút xíu. Bây giờ chuẩn bị nghe nè. Dạ, nghe gì? Nghe chửi. Ta đi đây. Phút. Trời ơi, ông này quả thật là thần. Ông Hồ Biến cái là mất tiêu. Mất đâu mà mất. Nó núp ở trong cái đèn nè. Chuẩn bị nghe chửi đi. Ông Long đâu? Ông Long. Bà. Ngồi vậy. Tôi tán về hiều hả? Đừng có lố vậy chứ. Sao ra mình yếu vậy? Ngồi vậy đi, nghe tôi hỏi nè. Chuyện gì? Làm cái gì ở ngoài đây cả buổi trời mà không ủi cho tôi được bộ đồ là sao hả? Để cho tôi ăn mặc vậy đó hả? Nhăn nheo vậy đó hả? Nè, bữa nay sao bà cả gan nói chuyện lớn tiếng với tôi vậy hả? Bữa nay bà lại dám đánh tôi nữa à? Cái gì vậy trời? Bà tính đánh cả ngày luôn sao?
nhiệm vụ của ông bây giờ là không được nói, không được hỏi, không được trả treo. Tôi kêu làm gì thì làm cái đó, nghe chưa? Ở nhà đó, dọn dẹp nhà cửa, lau chùi bàn ghế, chờ tôi về ăn cơm, nghe chưa? Cái gì vậy trời? Tự nhiên mình trở nên yếu đuối. Bình thường mình la lớn một tiếng thì có sợ khiếp vía rồi, đây là tát mình tới 4-5 cây. Đứng lại mà đánh tôi sao? Bây giờ sao? Bây giờ ông đi hoài phải không? Bây giờ cứu chú em ơi, Lâm ơi. Thì sao à? Tại sao không đưa tiền tôi đi uống rượu? Tại sao không đưa tiền tôi uống rượu? Tiền tôi đưa bà hết rồi, đâu còn đồng nào đâu. Trả treo hả? Trả treo hả? Cứu chú em ơi, hết rồi rồi. Sao à? Cứu chú em. Đi ra chỗ bác. Làm cái gì bên ông vậy? Hả? Bộ tình nhân của ông hả? Bữa nay quýnh giỏi rồi. Tình nhân của ông hay cái gì mà bên? Ờ, tình nhân đó là sao? Tình nhân gì? Hôm nay có tình nhân đó hả? Tình nhân. Ôi à! Cái gì vậy trời? Nhân nó chửi lộn rồi. Đánh mình tơi tả vậy là sao? Sao lại có sự đảo điên như vậy? Đảo ngược à? Chuyện gì xảy ra vậy thần? Thần ơi! Thần! Ta không phải ở cái đèn đâu. Ta ở ngoài cửa đi vô. Cái gì kỳ vậy? Nãy canh coi coi cặp kia nhiều chuyện theo cặp kia. Cái chuyện gì vậy thằng? Cặp kia nãy quýnh lộn vui hơn cặp vợ chồng nhà ngươi, quýnh không có vui chút nào hết à. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Tao nói tao quán đổi hết rồi. Nam là nữ, nữ là nam. Hiểu không? Trời ơi. Thấy sao? Thấy sao? Thấy cực khổ chưa? Thực khổ. Cực khổ với lại cái vai trò làm người nội trợ chưa? Ngươi chịu được không? Chịu được không? Chưa hết đâu, còn bao nhiêu chuyện ngươi chưa có làm nữa. Còn chuyện gì? Lau nhà. Ôi trời ơi, lau nhà là chuyện bình thường mà. Chuyện bình thường hả? Lau lẹ. Lấy đồ lau lẹ lên. Lau đi, lau đi, lau đi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Còn biết thế nào là cực khổ của người phụ nữ ở nhà làm nội trợ. Nhanh lên. Sao? Thấy xách cái xô nước nặng hơn bình thường không? Tiền nhà ở đâu vậy? Thấy chưa? Ngươi còn không biết làm nữa. Anh đây nữa nè, lau cho này sạch đi. Một lát có người nhờ. Cái cây lau này có vẻ nhỏ với ngươi quá. Có cần tao lấy cho ngươi một cái cây lau bự hơn không? Dạ thôi khỏi. Rồi, tạm tạm rồi. Sao khỏe, có gì đâu. Vậy mà khỏe hả? Bình thường. Còn ở trên nữa. Cái gì? Lên trên nữa kìa. Ôi trời ơi, cái chân này nó nhiều quá vậy thần. Trời, vậy mới biết cực là gì chứ. Ôi sao, mệt chưa? Trời ơi, sao làm chút xíu mà sao nó đau lưng quá trời quá đất. Trời ơi, mới có chút xíu mà than đau lưng là chưa xong. Bỏ lau nhà nó đi. Tao lau nhà xong rồi, nghỉ rửa đi. Rửa chén, đi vô rửa chén. Vợ người ở nhà cũng làm vậy đó. Cái gì? Vừa xong lau nhà là rửa chén, nấu cơm, dọn cơm, đợi người về ăn cơm đó. Nghỉ chút xíu được không? Không có nghỉ. Vợ đâu có nghỉ, đi vô vòng rửa chén lẹ lên. Nhanh lên. Vô trong rồi. Cái bếp đâu không nhớ nè. Trời ơi, đi vô rửa chén lẹ lên. Trời biết cực khổ làm sao. Trời ơi. Chưa xong đâu. Còn gì nữa? Nấu ăn nữa. À, nấu lẹ lên. Làm ẩu kiểu này nè, nghe một tiếng la thất thanh liền. Ôi cha. Trời ơi, hỏng rồi. Ôi da, trời ơi, cái tay người phỏng rồi, đụng người ta làm chi vậy? Trời ơi, giật một cái nó giục luôn miếng da rồi, thần ác quá vậy thần.
ác cái gì. Trời ơi, có mấy tiếng đồng hồ thôi ngươi đã chịu không nổi rồi, ngươi nghỉ đi. Vợ ngươi ở nhà chịu ngươi bao nhiêu năm trời. Cơm nước có hết chưa? Dạ. Cơm nước có đủ chưa? Dạ đang nấu ở trong. Điện thoại kêu vợ mình về ăn đi. Dạ. Hãy làm đúng những gì mà vợ ngươi đã làm. Alo. Em hả? Em ơi. Em về ăn cơm em. Cơm nước cái giờ này tao đang đi ăn với bạn tao rồi. Ông ăn đi rồi ông ngủ đi. Em à, anh cực khổ lắm. Làm bao nhiêu việc nhà, lau nhà, rửa chén, rồi nấu ăn để chờ em về. Mà giờ em đang đi ăn nhiều quá. Cúp máy đi. Alo. Sao bắt gặp những âm thanh quen thuộc, bắt gặp những hình ảnh quen thuộc không? Hồi xưa ngươi cũng làm vậy với vợ ngươi đó. Nấu ăn cho đã rồi ngươi đi nhậu. Ngươi bỏ vợ ngươi một mình. Bây giờ biết cái cảm giác một mình là như thế nào chưa? Hả? Chưa đâu. Tại còn có ta đây, ta còn nói chuyện với ngươi. Bây giờ ngươi ở một mình ngươi biết cái cảm giác một mình là như thế nào? Hồ Biên Thần! Thần ơi! Thần! Thần ơi! Thần đừng bỏ con mà. Vợ ơi! Vợ ơi! Về với anh đi! Anh không muốn làm vợ nữa! Anh muốn làm chồng! Anh muốn làm chồng! Anh sẽ là một người chồng tốt đối với em! Trời ơi! Vợ ơi! Trời ơi! Khổ quá! Trời ơi! Khổ quá! Tôi muốn làm chồng thôi! Trời ơi! Đừng bỏ tôi! Đừng! Anh ơi! Anh à! Thằng Linh đây! Thằng Linh! Thằng Linh đừng bỏ con! Thằng Linh! Anh ơi, em nè, thần Linh nào đây? À, em hả? Ừ. Em đừng bỏ anh đi nha. Anh biết lỗi rồi. Ủa, sao tự nhiên đeo cái tập về vậy? Chuyện này dài lắm. Để từ từ sẽ kể cho em nghe. À, bây giờ anh xin lỗi em. Bao nhiêu lâu nay anh đã làm cho em buồn. Anh biết lỗi rồi, anh sẽ bù đắp. Không, em đâu có giận hờn gì chuyện anh đi chơi đâu, sao tự nhiên anh nói sảng vậy? Không. Anh, em không giận anh nhưng mà anh giận chính bản thân anh. Anh biết lỗi rồi. Anh nói lại lần nữa cho em nghe coi. Anh xin hứa, kể từ ngày hôm nay, anh sẽ không đi ăn với bạn bè nữa. Anh sẽ về sớm ăn cơm với em. Và anh sẽ chở em đi bất cứ nơi nào em cần. Anh không bỏ nhà đi nữa. Cái gì vậy trời? Thế giới đảo điên hết rồi. Không có đảo điên đâu. Sự thật mà. Trời, sao tự nhiên bữa nay anh làm em choáng váng, làm em bất ngờ quá anh. Không có gì choáng váng hết. Đó là tấm lòng của anh thật mà. Anh nói thật. Trời, anh có bệnh gì không vậy hả? Có sốt có gì không hả? Không, anh không sao hết. Anh rất bình thường. Anh nói đây mà. Bà đứng lại. Bà chạy. Long ơi. Tại sao không có làm tôi được mà chạy? Anh là sao? Tiền phải giống ở đâu? Không được, anh nói không có tiền. Mà sao không có nói hoài vậy? Tôi làm gì có tiền? Không có tiền được mà chết với tôi. Mày đứng lại không? Mày đứng lại không? Chạy. Sao? Cái gì vậy? Chú làm cái gì vậy? Làm cái gì? Hả? Tại sao tối ngày chú cứ rượt đánh đuổi gì sao vậy? Gì dám hổn với tao hả? Cho cái này lên đầu rồi bây giờ. Ê, bậy ạ. Con không có hổn. Con chỉ nói sự thật thôi. Vì sao á? Thương chú. Ha, làm lũng cực khổ. Mà tại sao thương tao không đưa tiền tao nhậu? Tao buôn bán mỗi ngày kiếm có vài đồng thôi. Tiền đâu mà vì sao dư giả đưa cho chú đi nhậu chứ? Chú là chồng mà, chú không có biết làm bổn phận người chồng mà tối ngày đòi tiền đi nhậu rồi đánh đập vì sao? Chú làm gì chú coi được không? Chú nghĩ sao vậy? Gì à? Gì qua đây? Không qua ông đánh á. Không có đánh. Có con này gì, ông không đánh như vậy. Gì qua đây? Chú đưa cái nắp đây. Cái gì vậy? Đây. Lấy nắp tao. Cái gì vậy? Chị cầm cái nắp này. Bà đánh động đi. Cái gì? Đánh không trả thù. Thiệt không? Có con đây. Chị đừng có lo gì hết. Thiệt hả? Đánh nhiệt tình vô gì? Không có, đánh đằng kia kìa. Đánh đằng kia nhưng mà đánh con. Ủa vậy hả? Không, gì không đánh chồng gì được đâu. Tại sao? Chị thương chồng gì lắm, gì không có đánh chồng gì được. Chú thấy chưa? Vì sao không dám đánh chú thì thương chú. Rồi vì sao? Bây giờ vì không nỡ ra tay đánh á thì dễ lắm. Vì lý gì? Tại vì vậy trộm hỏi có ai mà không đánh suối kỳ vậy.
không ly dị được luôn. Tại sao? Ông tối ngày ông đánh đập gì mà? Biết là vậy nhưng mà tại vì hai con không biết chứ thật ra ổng bệnh nhiều dữ lắm. Thôi nó nghe nè, tao nói thôi đừng có minh họa. Bà đặt ho ho. Bệnh nhiều dữ lắm mà tại ổng có tiền trà chạy chữa cho ổng không buồn cho nên ổng rượu chè vậy thôi, dì hiểu. Mà tại ổng á, ổng cứ nản rồi cái ổng cứ vậy rượu chè cứ đánh đập gì hoài à. Thôi, chú Sáu, chú thấy chưa? Con kêu dì Sáu đánh chú, dì Sáu cũng không đánh. Kêu đi dị, dì cũng không thiệt, chịu đi dị. Thế nhưng một người vợ hiền lành thương chú như vậy mà chú đối xử như vậy thì sao vậy? Chú nghĩ chú có đáng là đàn ông hay không? Hả? Đâu đó vậy? Tại sao chú làm như vậy? Dạ. Chú nghĩ vậy gì? Chú làm gì cũng xứng đáng là tân nam như vậy không? Tân mày đâu hay không? Hả? Ê, 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 mày làm gì mày? Mày làm gì? Tự nhiên quýnh chồng tao vậy? Hả? Ê, tao đó, mày quýnh chồng tao vậy? Mày quýnh mày vậy? Vậy đó chuyện thôi. Chồng tao vậy? Mày quýnh gì nữa mày? Chị làm gì vậy? Chồng con mà gì? Chị làm gì vô chị đánh chồng con dữ vậy? Chồng mày muốn chồng tao vậy? Biết không? Vợ tôi nó đúng là chị muốn vợ tôi. Hai vợ chồng bây giờ chồng con là nhà vậy hả? Hai vợ chồng con đánh vô vợ chồng tao. Thôi. Nè tao nói. Cái gì vậy? Thôi vợ. Tao nói mày nghe chứ mày không đụng nói chồng đâu nha. Chồng gì vậy dắt gì dạy đi tự nhiên gì đem qua đây gì đánh lộn làm gì đánh chồng con luôn là sao? Thôi em ơi. Bây giờ chuyện này đó là chuyện của gia đình mình. Biết rồi. Mình đi về nhà. Hứa từ đây tôi bỏ nhậu tôi không có nhậu nữa. Tôi thương vợ thương con lắm, tôi buôn bán phụ bà để kiếm tiền. Thiệt không? Tôi ân hận lắm á. Thiệt không? Tôi muốn khóc luôn. Đừng đánh người ta nữa. Không, qua, cảm ơn. Ôi trời, đừng đánh người ta nữa chứ. Cảm ơn hai con nha. Tại vì biết sao mỗi lần mà ai đụng tới ổng là tự nhiên máu của dì lên rồi. Không hiểu chứ mà. Chứ thật ra dì cảm ơn hai con nhiều lắm. Dạ. Chị về ông ơi. Khoan, đừng cảm ơn nữa. Gì? Cảm ơn hai chồng. Trời ơi, chú làm quá chú ơi. Đi. Lấy lại đi. Thôi, cái nắp nồi này tôi đã dùng đánh bả nhiều lắm rồi. Bao nhiêu năm rồi. Bây giờ tôi ăn năn hối hận rồi. Tôi phụ bả buôn bán bỏ rượu luôn. Làm ơn giục nó giùm tôi đi.